số 6 á, bài sáng á, là 18 xứ. Rồi á, bài 7 là đoạn tất cả lậu hoặc. Mà cả lậu hoặc. Rồi bài số 8. Bài số 8. Hơi thở tập, hơi thở thiền. Hơi thở thiền. Ở đây chúng ta đang nói tới tọa thiền. Bây giờ mình nhắc tới vấn đề tọa thiền. Tọa thiền này được Đức Phật viết trong cái bài kinh gọi là kinh nhập, tức xuất, tức niệm. Kinh Pali, bằng tiếng Pali. Thì sợ tiếng mạng internet á, để rõ bài kinh mà chúng ta đang học bữa nay và bài thực tập bữa nay là nhập, tức xuất, tức niệm. Nhập tức tức là hơi thở, nhập vào hơi thở. Xuất tức là xuất hơi thở, có nghĩa là thở vào thở ra, niệm hơi thở vào ra. Nên á, mình gọi là cái bài tập hơi thở thiền. Ở đây là chúng ta đang tọa thiền. Tại sao chúng ta lại có tiền tọa thiền? Tại vì khi mà chúng ta tọa thiền đó, thì chúng ta vào được bốn cái lớp thiền, bốn thiền và năm định. Đây là chín cái lớp tâm thức, chín lớp tâm thức mà hưởng được cái lạ của phi vật chất. Và chín cái lớp tâm thức này chúng ta sẽ tịnh chỉ, tức là dừng lại, diễn ly, đoạn lìa ra một số cái. Do tịnh chỉ, dừng lại, diễn ly, đoạn lìa nên chúng ta có làm cho dừng, làm cho tịnh chỉ, làm cho kinh an các pháp. Qua cái đó chúng ta đoạn được lậu hoặc, nên ra thiền định không thể thiếu ở trong tu tập. Thiền định là phải qua chính cái lớp tâm thức này nè mới là thiền của Phật giáo. Và thiền của Phật giáo chính lớp tâm thức này để chi? Thứ nhất, tuệ chi về thân. Tuệ chi về thân có nghĩa là tuệ chi thân về tâm luôn á, thì gọi là tuệ chi về thân. Cái thứ hai, hướng đến đoạn lậu hoặc. Thứ ba, giải thoát. Nên thiền nào không có tệ chi gì thân. Tệ chi gì thân nghe là gì? Có nghĩa là mình hiểu rằng về cái guồng máy vận động của thân và tâm này, có nghĩa là cũng ngũ uẩn. Gặp pháp gì đó, biết rõ gì đó, gọi là tệ chi gì thân. Và hướng đến đoạn lậu hoặc trong lúc tệ chi đó. Tại sao đoạn lậu hoặc? Tại vì lậu hoặc nó sẽ là tác nhân để tạo nên nghiệp của thân khẩu ý. Mà lậu hoặc nó núp ở dưới cái lớp tâm thức của thọ tưởng hành thích. Nên chúng ta đi đến đoạn lậu hoặc là đến giải thoát khỏi tham sân si. Thì giải thoát khỏi đau khổ. Mà giải thoát đau khổ có nghĩa là giải thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Mà giải thoát sanh lão bệnh tử nghĩa là bất sanh bất diệt, đó là chính xác tất cả. Như vậy thiền định đóng vai trò quan trọng. Tất cả các thiền nào mà không phải như thế này là thiền ngoại đạo. Ví dụ nha, Đức Phật ngài đã học hai ông thầy A-la-lam và Út-cầu-lâm Phật tới đình thiền
vô sở hữu xứ và phi tưởng cái tưởng xứ. Có phải ông học lịch sử ấy? Nhưng mà Đức Phật sao cũng dạy để tự mình đi vào hai trường hợp này. Nhưng mà hai cái trạng thái thiền thì nó giống nhau về hình thức, nhưng mà dụng tâm nó khác nhau. Ví dụ như vô sở hữu xứ của cái ông A-la-lam dạy cho Đức Phật là Bồ Tát Siddhartha đó, vào một cái cảnh giới là không có cái gì cả, vô sở hữu, không có gì tồn tại cả. Nhưng mà vào cảnh giới đó thì được an lạc tâm lên, chúng ta làm gì hết á, và không biết tại sao lại có cái cảnh giới đó của tâm thức, nó nằm ở đâu ở trong tâm thức của mình, nên không có sự tệ chi gì của mình, mà chỉ đạt được cái trạng thái đó bằng tưởng là thôi. Ví dụ như nghe ta tưởng ra cái cảnh giới đó rồi phát huy cái tưởng mình cả hư không, thì nó trở thành vô sở hữu xứ, trạng thái đó tâm mình được an lạc. Mà an lạc này không hướng tâm đi đến đoạn lậu lạc, không hướng tâm đi đến giải thoát, không có tệ chi. Như vậy thì chúng ta an lạc này trong vô minh, chúng ta an lạc trong vô minh, và ở trong cảnh giới này luôn không biết đi đâu nữa cả, ở tại vì đó luôn không biết đi đâu, không biết làm gì cả, và nhận lầm cảnh giới đó là cảnh giới tối thượng tối hậu, nên gọi là cấp vào vô sở hữu xứ. Không tệ chi của thân có nghĩa là không biết cái cảnh vô sở hữu xứ này là cái lớp tâm thức nào của tâm. Khi người ta biết A, biết B, biết C, biết D thì nó biết ở chỗ nào, cái đó gọi là tệ chi, nó hiểu không? Khi tệ chi biết được chỗ đó rồi thì nó biết được cái ngõ ngách của nó mà bỏ được cái lỗ rồi. Nên nó hai cái trạng thái khác nhau nhưng hai cái quả báo khác nhau. Hai trạng thái giống nhau nhưng mà hai quả báo khác nhau. Ví dụ một cái người thánh trên tử phật nhập vào từng thiền vô sở hữu xứ, vị này chết quả báo, vị này sanh lên cõi trời của sắc giới, cõi trời của vô sắc giới, thì vị này sẽ tu và nhập niết bàn ở đây. Còn cái vị mà không có tệ chi, không hướng đến giải thoát theo con đường của Đức Phật, thì vị này cũng sanh vào cõi trời của vô sở hữu xứ, là cõi trời của sắc, vô sắc giới, nhưng vị này hưởng hết phước mấy tỷ năm gì đó, vị này sẽ đi trong sanh tử luân hồi tiếp. Vì con với nhà Phật, nhà Đức Bạn tại đây, vị này hưởng hết phước sanh tử luân hồi tiếp, đi lại từ đầu, tu mấy triệu năm đi lại từ đầu, hưởng hết phước lại tỏ xuống theo cái duyên nghiệp mình lúc đó là cái gì. Vì thấy thánh và tử phật chỉ một phần vô khác nhau không, đi sanh nghiệp cùng một cõi trời luôn đó, do phước của hiện tượng, do phước của làm phước của thiện nghiệp. Nhưng mà thánh và tử phật là người tệ chi, tệ chi để được tránh chi kiến. Thánh và tử phật là tránh chi kiến, tệ chi về tự thân, do đó mà vị này có được trí tuệ. Khi có chuyện trí tuệ rồi vô cùng một tình thiền, nhưng mà người tình thiền quá trí tuệ là người không có trí tuệ ở trong vô minh, hai người hoàn toàn khác nhau. Nói vậy để chúng ta biết cái tầm quan trọng của quy Phật, quy pháp, quy tăng chưa. Nên á, trong cái bài kinh kinh giảng đường bằng gạch, kinh giảng đường bằng gạch, Đức Phật dạy cho pháp môn gọi là pháp môn pháp kính. Kính đây là cái kiến á, cái kiến pháp để gọi vào. Đức Phật dạy cho đệ tử Phật về bốn diệu lưu phần, bốn diệu lưu phần. Bốn diệu lưu phần là gì? Là mình tu bốn cái pháp này sẽ chứng đắc được diệu lưu phần, là nhập vào dòng thánh. Thứ nhất, tối đa bảy kiếp sanh tử cho mọi người và mọi trời sẽ đắc quả A La Hán. Cái đó là gì? Có niềm tin tịnh tính bất động đối với Phật, với pháp tăng. Niềm tin
tĩnh tính bất động đối với Phật, niềm tin tĩnh tính bất động đối với Pháp, niềm tin tĩnh tính bất động đối với Tăng, niềm tin tĩnh tính bất động đối với giới phổn, thì người này chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn gọi là bốn dự lưu Phật. Chúng ta chưa học bài này, học có ba buổi mới học bài này. Bài này là bài khó. Tịnh ý, tịnh ý. Cái gì chưa kể đó? Niềm tin, tịnh tín. Vậy đó là đọc giống như đọc thủ đô. Như vậy thì với Phật, với Pháp, với Tăng, với giới, chúng ta phải biết Phật là ai, là như thế nào, trong tại sao lại có 10 cái danh hiệu đó. Chúng ta biết Pháp là gì, biết Tăng là gì. Phật là Như Lai, cúng tránh yên ti mà hạnh túc hiện thể thế gian giải, Như Lịch Sĩ thì Như Thượng Phu, Thượng Phu đi Như Sư Phật Thế Tôn. Pháp là gì? Pháp là biết thực đến để mà thấy. Chuyện tất kiến, Tăng là gì? Đó là Thánh Đệ Tử Phật, có đầy đủ tránh hạnh, đầy đủ giới hạnh, đầy đủ chiêu hạnh. Rồi dân dân, chúng ta học tới bài này chúng ta mới hiểu được. Bây giờ chúng ta học cái bài này giống như chúng ta áp đặt, đưa ra một cái mà chúng ta tung hô lên. Khi chúng ta học dần chuyển pháp này, tới lúc nào đó mình hơi thuần thục chút xíu, chúng ta học bài này chúng ta mới hiểu. Nói Phật Pháp Tăng thôi chứ chưa hiểu hết đâu. Chúng ta hiểu Phật Pháp Tăng theo cái hiểu của người ta đặt để, nó khác với Phật Pháp Tăng theo cái hiểu của dạng hành pháp. Hiểu dạng hành pháp, pháp dạng hành như thế nào là Phật Pháp, pháp dạng hành như thế nào gọi là Pháp, pháp dạng hành như thế nào gọi là Tăng, thì cái đó mới làm có niềm tin bất động tỉnh tính được. Còn giờ ta đưa ra Phật, không, Phật chỉ đại lắm, Pháp chỉ đại lắm, Tăng chỉ đại lắm, Phật chỉ đại làm sao chứ. Nên niềm tin đó không phải là tỉnh tính, tin chưa không phải là thanh tịnh rồi tin đâu. Đó, cái gì mà tin đó là đã qua là yêu bằng á, áp đặt nhồi vô đó mình đã hiểu vậy đó, áp đặt vô vậy thôi, chứ không phải là tự mình biết đó là vậy là chỉ của pháp hiện hành. Nên cái niềm tin đó không có bất động đâu, động đó. Ví dụ như ở trên Trạc Bạc, bữa đó thầy lên thầy giảng thì có mấy vị Phật tử đi lại khóc. Ê, cái thầy, con hết biết tu rồi, hỏi sao hết biết tu. Là nào giờ mấy chục năm nay tu niệm Phật hay là tự nhiên thầy kêu mấy ai là không có. Thì con hết biết tu rồi, nghỉ ăn chay luôn, nghỉ tụng kinh luôn, nghỉ niệm Phật luôn. Tự nhiên ta nói Phật ai là không có, nghỉ ăn chay, nghỉ tu, nghỉ Phật, nghỉ là Phật. Đó, cái gì, niềm tin đó phải là bất động. Người này chưa biết được sơ quả. Niềm tin đó cũng bị động. Còn niềm tin là tính bất động, niềm tịnh tính bất động với Tam Bảo. Là tại sao chúng ta có cơ sở lý luận nha, hoặc là gì thì không ai có thể đập tan được lòng tin của mình đâu. Tại vì tin này là tin bằng chánh kiến. Do đó mà mình phải học chánh kiến của thể di tự thân một thời gian đi cho nó thuần thục, chúng ta sẽ qua cái này. Cái một là bất động tiền chứng quả. Còn bây giờ á, nếu mày giảng cái gì nghe, ta không đủ niềm tin bất động, tao có kiếm được cái lý dụ lưu phần này ổn, để đi có suy nghĩ đó ổn. Chừng nào mình dẫn hành pháp cho thuần thục chút xíu ra, cho ngon gì thánh kiến ra, hiểu cái này liền bốn vị lưu phần đó, hiểu ý kiến sơ phạm để dành nó đi. Bốn vị lưu phần để dành đó sao, hiểu không? Ý có ý của lại, chứ phải là tự nhiên mình giải vô cái tự nhiên ta hiểu cũng áp đặt tiếp. Ông học cao lắm, học gì vậy nó không. Anh đi bằng đường tránh kiến thì thôi đi. Từ từ cho thường thuộc đi. Rồi đưa ra bốn vị lưu phần cái cắt đi. Hy vọng vậy đó. Cái đó là cách thứ nhất để cắt nè. Cách thứ hai để cắt là tệ chi ngũ quỳnh.
Thật ra cái này với cái này không có khác nhau. Tại vì Phật là từ lâu, nên Đức Phật đó là ai thấy mụ quẩn là thấy ta, ai thấy ta tức là người đó thấy mụ quẩn. Phật đó, Ngài cũng nói bài kinh, thì thấy không? Mà thấy mụ quẩn là chánh chi kiến. Vì chánh chi kiến là kinh Phật đây nè, giống như nào? Để tới đó thì chúng ta sẽ thấy, thuần thuộc bên đây đi sẽ thấy. Đó, Đức Phật là Ngài á, đã thuần thuộc trong cái mụ quẩn. Và từ mụ quẩn đó, Ngài có các pháp biến thiên trong đó, và Ngài đã đoạn trừ được tất cả các cái khía cạnh linh nghiệp, là tánh còn giác còn chi. Mà nói ngũ uẩn thì thật ra là phức tạp lắm. Năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức thôi. Mình chỉ học những cái đơn giản thôi, còn nó tương quan. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta mắt thấy nó sanh ra là nó biết, mắt thấy rồi biết, biết sanh ra xúc, xúc sanh ra thọ. Nhưng mà xem TV vừa mắt thấy vừa đang nghe, nên cái thọ của mắt thấy và cái thọ của đang nghe, cái cảnh của viên nó đang chiếu bằng thời gian, nó dừng qua cái nó chiếu bằng dây chanh, thì cái thọ cũng thấy giác nó mất, thọ bằng dây chanh lên, nó liên tục thay đổi trong thọ đó, và trong cái thọ của nó đang nghe nè, nó liên tục thay đổi như vậy thì cái cảm thọ trong sao, hành sao, tưởng sao, thức sao, cái gì hiểu độ phức tạp hết chưa? Rồi từ đó cái lậu hoặc nó di chuyển, nó dịch dời, nó hành hạ như thế nào? Chúng ta có thấy cái sự hành hạ của nó, đối với bệnh tật thay chuyển đổi liên tục hành hạ như thế nào? Nên có những người suy nghĩ sát yên các tan trái có hành hạ. Có một câu thôi bảo họ, mày là đồ ngu quá. Thì nó câu, người ta nói câu thôi, về sáng đi con ngủ. Phải đi ông ba mà nói á, thì mình có thể ngủ được. Nhưng đằng này bà xui mình nói mình đây, ngủ không được đây, hiểu không? Bà xui chửi lộn với bà xui, hai bà xui chửi lộn, mày ngu quá. Bắt đầu dùng từ có bà đây cho mày rồi. Như vậy thì cái từ mày ngu quá vô lỗ tai mình, nữa là mình biết người ta đang nói mình ngu, là thích nó biết. Cái đó là gì thích đó? Nghĩ thích nó biết thì nó sẽ xúc, xúc ra cái cảm họ, cảm họ vô cái tâm họ khổ, dằn nhặt sát đi luôn. Mở thể mở đó không đâu. Có cảm họ thì sao? Có cảm họ thì ý căn, đó là đối tượng. Cảm họ là ý tượng, đối tượng ý căn, đúng không? Vì ý căn, cảm họ, có thêm cái gì nữa? Là thức, ý thức. Vì ý căn, cảm họ, ý thức, nó lại sẽ ra tiếp cái gì xúc? Ý xúc. Từ ý xúc nó mới có thọ, tưởng hành. Thọ tưởng hành thì ý thức nó, ý căn nó lại là đối với thọ tưởng hành tiếp, nó sanh ra cái xúc thứ hai, sát thêm gì đó, tiếp tục không ngừng nghỉ luôn, rồi sanh ra xếp trong cảm, nó ngủ vững thôi. Chúng ta học đơn như thế này, đơn điệu thì cho sao mà học kết hợp giữa sáu căn, sáu trần, sáu thứ đó thẳng vô cảm thọ và thay đổi liên tục, biến thiên liên tục, và cái vô thường bên ngoài nữa. Rõ đi rồi sẽ thấy. Khi gì nào thấy mình, ồ, là biết ta giác ngộ đó. Là biết mình làm đó. Ngày xưa ta làm những tóc chấp nó cho dữ, khổ nó dữ, sầu nó dữ, aha, thì ra là thế thôi. Nhưng mà chưa nói tới thế đâu. Nếu nói như vậy thì cái gì sẽ áp đặt đó sẽ là chấp nữa. Tự mình tìm ra đi. Thế thì đưa con mồi đó, để cho mình ra câu tìm ra. Cái gì hiểu không? Nên tệ chi và tự thân của mình. Tất cả cái từ không khó đâu, từ từ sẽ tìm ra từng ngõ ngách, từng ông, một cái nổi lên ông nào, biết trong đó một kẻ nhốt nào, ông nhốt của tưởng, của thọ, của hành, của thức, ông nhốt của phiền não nào, căn bản phiền não, của tiền phiền não, ông của kiến hoặc ông của tư hoặc gì, từ lộ diện hết. À, trong cuộc đời cũng lộ diện hết. Cái hận thù người ta hồi xưa tới nay, cái gì nó ngay cái hận thù đó biết hết luôn. Ở trong cái thọ, tưởng, hành, thức, trong cái cố cách gì, trong cái lộ hoặc nào. À, dân. Còn cô kia là khó ánh quá, là khó ánh với con với cháu biết luôn tại sao là khó ánh đó, thấy không? Rồi cái người kia tham quá, thì tham biết mình tại sao tham luôn, thấy không? Cái gì không? Từ đi, nhận diện là vậy đó. Biết nó rồi thì diệt nó không phải là khó, không biết nó, diệt nó mới khó. Tôi ngồi tôi diệt nó,
để làm thánh. Hỏi gì cái gì không biết, biết việc gì chứ, để làm thánh, việc cái để làm thánh, không biết gì cái gì chỉ thánh có thành không. À vậy sao ra tưởng nè, mình tưởng tượng rằng tôi ngồi như vậy tôi sẽ được cái kia, chứ không phải bằng tránh chi kiến. Còn chúng ta tệ chi của tự thân có hợp pháp, thánh đệ tử ta đang là nghe nhiều hợp pháp đó biết rồi, nên mình tệ chi mình việc cái này là việc trong cái biết, là việc trong cái tránh chi kiến, chứ không phải việc trong cái vô minh. Có người đó là ngồi nhẹ như hết việc hết, hỏi việc hết hết cái gì, không biết việc hết cái gì, cơ chế hoạt động sao việc bằng cách nào, hy vọng tôi niệm gì có việc hết. Quý vị có thấy không? Đó là ốc hôn. Kêu làm gì đó, việc hết mấy gì à, không thấy không biết mấy gì là nào hết cơ chế hoạt động sao không biết nữa, việc gì được không? Tưởng ra thôi chứ làm sao gì được, cái đó là mình rơi vào trong cái ảo tưởng. Quý vị không? Lên làm cho tôi đi. Ông làm gì đó ra để cái gì được hết. Hỏi cái gì mà ông ta làm là gì đó có việc chưa? Nên ngày xưa đó, đó là đau khổ, xin lỗi, tu khổ hạnh thì sẽ đắc quả. Nên người ta tin giờ đó, nếu có khổ đó, người ta tin giờ đó, ta tu khổ hạnh quá rồi để đắc quả. Chỉ đắc quả là quả cái gì, đắc là đắc cái gì, rồi ai đắc, ai khổ hạnh, không biết gì hết, chỉ ngồi khổ hạnh đó thôi đâu. Chỉ đâu có tệ chi đâu, có cái chi kiến. Mà đắc là cái gì? Bây giờ hỏi là đắc quả, đắc quả cái gì, quả gì mà đắc? Đắc là đắc cái gì? Giờ làm cái đó để được cái gì? Vậy thì người ta hy vọng là ta tu khổ hạnh đó, ta sẽ đắc quả rồi. Người trước đồn, người sau đồn, người nọ. Như vậy gọi là vô minh tu. Vô minh tu là mồi cho lậu hoặc rồi. Vô minh là làm mồi cho lậu hoặc ngang rồi. Vì không? Vô minh càng nhiều lậu hoặc càng nhiều, lậu hoặc càng nhiều, sinh tử khổ đau càng nhiều rồi. Vì thế không? Nên là mình mờ mình ở trong đó. Nên bây giờ tôi vừa tránh ý kiến. Tránh ý kiến là gì? Làm này được cái gì? Làm này để phá được cái gì? Tệ chi trong thân mình, trong tâm mình, cái này nó vận hành thế nào? Ở đây bỏ cái chỗ nào? Đoạn là bỏ cái chỗ nào? Bỏ cái gì? Cách bỏ nó như thế nào? Đó là học pháp của mình. Nên á, đâu đó nó rõ ràng. Cái đó mới gọi là tỉnh tinh. Tinh mà bằng tránh ý kiến không ai đánh đổ được đâu. Không ai nói ví dụ mà đặt tay lên đầu ở biên giới không chia đặt tay đầu mở ủ biếu quyền ban khắc tạo tại chỗ đó ơi đó gì đó làm gì người này đặt tay đầu người kia người đó tạo đắc tạo lại gì làm mình sát ra mà sát người này đặt tay chuyện ánh sáng qua cái này đâu phải là ánh sáng mà là sự giác ngộ khác với ánh sáng. Ánh sáng chuyện qua thì cần sự trần đi qua thôi là ánh sáng. Còn là ngày ánh sáng thì người ta lấy sự diễn lý. Lấy sự diễn lý là gì? Lấy cái sự là ánh sáng, diễn lý là cái tâm. Tâm sáng là tâm thấy rõ pháp đó. Mà thấy rõ pháp phải tệ chi pháp. Quý vị hiểu không? Tâm sáng là tâm rõ pháp đang vận hành ở trong. Nhận diện rõ ràng đó gọi là tâm sáng. Chứ không phải tâm sáng là cái ngọn đèn tâm sáng. À, như vậy là ta tu tập. Thì tu tập á, ở đây nó có nhập tức xúc tức niệm, tức là chúng ta quán sát cái hơi thở thiền. Quán sát hơi thở thiền này thì ta gọi là thiền quán. À, quán hơi thở. Lấy hơi thở làm chủ đạo. Nếu làm gì làm chút xíu hay tu gì hơi thở. Nên có cái chú kia 90 tuổi là khi tu thiền quán này nè. Ổng là 90 tuổi tu nó tập thở. Ổng là 90 tuổi nó tập thở. Thở ra, thở vào, thở ra, thở vào. Hít vào phình cái bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vô. Hít vào phình cái bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vô. Là bám tính là điều quán cái bụng của mình. Rồi buông nó đi. Rồi bây giờ á, Đức Phật có trong kinh. Một vị tỳ kheo sau khi kinh thành, một vị tỳ kheo sau khi ăn xong tìm một bản tha ma, một ngôi nhà trống, đống gươm hoặc là gốc cây
Giáo chân ngồi kiết già, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, thở vào dài biết thở vào dài, thở ra dài biết thở ra dài, thở vào ngắn biết thở vào ngắn, thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Cảm giác còn thân gì ấy thở ra, cảm giác còn thân gì ấy thở vào. An tịnh thân thầm gì ấy thở ra, an tịnh thân thầm gì ấy thở vào. Cảm giác thị thọ gì ấy thở ra, cảm giác thị thọ gì ấy thở vào. Cảm giác lạc thọ gì ấy thở ra, cảm giác lạc thọ gì ấy thở vào. Cảm giác tâm hành gì ấy thở ra, cảm giác tâm hành gì ấy thở vào. An tịnh tâm hành dễ thở ra, an tịnh tâm hành dễ thở vào. Cảm giác về tâm dễ thở ra, cảm giác về tâm dễ thở vào. Với tâm hân hoan dễ thở ra, với tâm hân hoan dễ thở vào. Với tâm định tĩnh dễ thở ra, với tâm định tĩnh dễ thở vào. Với tâm giải thoát dễ thở ra, với tâm giải thoát dễ thở vào. Quán vô thường dễ thở vào, quán vô thường dễ thở ra. Quán ly tham dễ thở ra, quán ly tham dễ thở vào. Quán đoạn diệt dễ thở ra, quán đoạn diệt dễ thở vào. Quán từ bỏ dễ thở ra, quán từ bỏ dễ thở vào. Cộng lại 16 hơi thở vào. Thuộc lòng chưa? Thuộc lòng chưa? Như vậy thì cái quán 16 hơi thở vào này làm gì? Làm cho sung mãn tứ niệm xứ. Khi sung mãn tứ niệm xứ rồi thì thất giác chi sung mãn, thất giác chi sung mãn thì chúng ta đi đến sơ thiền, ly dục ly bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất. Một cảm giác lạc họ cảm giác nghĩ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Người ấy định chỉ tầm và tứ, chứng đắc trị tiền. Rồi á, là năm thượng bản sử. Ai á, diệt được hai công trên rồi thì kiếm được á, là tam quả là hàng rồi. Rồi năm thượng bản sử này kiếm được A La Hán, năm thượng bản sử. Hạ phần cái thượng phần này ta cao, thượng phần kiết sử ấy sắc ấy vô sắc ngã mạng cạo cử và vô minh. 15 cái ông này là trong tâm rồi nào, có kiết sử và tiền cái để chúng ta trôi dạt trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ. Giờ đó cái ông tiền cái này để ý ông chút xíu, lúc ngồi tiền cái gì đó, tiếp xúc gì đó, cảm thọ gì đó, phải đoạn năm câu này, tác ý đoạn năm câu đó. Nên chúng ta nhìn không có tham, không có sân, đoạn hai ông tiền cái, tác ý đoạn hai ông tiền cái, mà có đệ chi tử thân hết đi là đoạn không đi. Có để gì là biết được ngũ vẫn biết được khổ, con đường gì khổ hết nghi, hết nghi còn thì con nghi. Hôn trầm thị viên mình phải diệt tâm chiên cần, diệt tâm chiên cần là nó đoạn được cái ông hôn trầm thị viên là ngủ. Diệt tâm chiên cần buồn ngủ lắm, diệt tâm mở mắt ra cần chi nó lên đó, vượt qua nó chiến đấu tới cùng đó. Đâu có gì làm nữa, ông nào ngủ đó, bảo mắt ra đại đi, ngồi thì bảo mắt ra cáo. Cái gì hiểu không? Tức là cái gì tâm chuyên cần, chiến công vượt qua không hết. Đó, cái gì? Còn cái đạo hối nè, thì mình tĩnh lặng chút xíu. Cái gì tĩnh lặng xíu, đừng quơ tay, quơ chân, cái đó là bắt đầu á, chúng ta trách nhiệm tỉnh giác á. Nó bước đi bằng đạo hối này. Dạ, thấy nó tướng bắt đầu di chuyển nhẹ đi chút xíu. Mỗi lần làm băng 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 gì từng bây giờ nó nhẹ đi xuống dưới, nhẹ cái đường nổ điện nó nhẹ đi từ đâu quý vị chánh niệm tỉnh giác thời gian đâu quý vị đi đó, nó nhẹ cười nó nhẹ nói nó nhẹ từ từ nó hiền bớt xuống cả hối nó sẽ hiền qua từ từ không. Tất cả các pháp mà Đức Phật dạy để ta tu tập thì cái này nó làm cái gì, cái kia nó làm cái gì,
nó có công năng gì, nó diệt được gì, chứ không phải làm cây cơi. Còn ai làm kia mình không biết á, mình làm cây cơi, mình làm đại gì đó, mình nghĩ ra nó sẽ được vậy, nhưng mà không phải vậy, làm kia nó ra cái khác, nó không phải là ví dụ như mình làm ngồi đó, tôi ngồi xuống tôi không suy nghĩ, tôi ngồi đóng cái nè, tôi thành Phật, mình cứ nghĩ đó là thành Phật, ai nhà đâu ngồi đóng nó ra đóng, đâu có làm gì đâu, ngồi đó thôi đâu có làm gì đâu, tôi cứ đâu ngồi không nhúc nhích thì thành Phật, không phải, ngồi phải vào là tứ tiền ngũ định rồi nè, để tịnh chỉ cái gì, tịnh chỉ cái gì, tịnh chỉ cái gì mà chính cái mình cần tịnh chỉ đó là cái đó nó sinh ra lỗi lầm, à quý vị hiểu không? Chính cái đó nó làm cho mình thay đổi, mình mới tịnh chỉ nó. Cái việc lỡ lạc nó hướng tới giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Đó, dần dần. Như vậy là 16 hơi thở thiền. 16 hơi thở thiền này bắt đầu chúng ta ngồi. Rồi chúng ta quán sát. Quán sát nó có thường thuộc. Quán đi qua một vòng, đi quán sát lại, đi qua một vòng, đi quán sát lại, đi qua một vòng, quán sát lại. Để cho nó thường thuộc, thường thuộc là sao? Là chúng ta chặt pháp gì đó. Cái gì bốn cái hơi thở đầu á là quán thân trên thân. Bốn hơi thở kế là quán thọ trên thọ, bốn hơi thở kế nữa là quán tâm trên tâm, bốn hơi thở gót là quán pháp trên pháp. Quý vị hiểu không? Đó là thân thọ tâm pháp lập quán bốn niệm xứ trong 16 hơi thở, bốn 16, phải không? Thở vô dài, cái thở vô dài, thở ra dài, thở ra dài, thở vô ngắn, cái thở ngắn, thở ra ngắn, cái thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, quý vị thấy quán thân chưa? Cảm giác toàn thân, thở vô, thở ra, hơi thở nằm trên thân. Cảm giác toàn thân tôi thở vô, thở ra. An tịnh thân hành. Cái thân hành là thân nhúc nhích, cái nửa hành là nhúc nhích. An tịnh thân hành là không có nhúc nhích gì hết. Tôi thở vào, thở ra, như vậy là quán thân trên thân. Rồi á, cảm giác hỷ thọ bắt đầu tới tâm nè. Cảm giác hỷ thọ là tâm vui. Cảm giác á, lạc thọ. À, là cái thân này nó kinh an làm cho cái tâm mình nó an lạc, là cảm giác lạc thọ, là cái này là cảm thọ nè. Như vậy là cảm thọ lạc thọ là thân an, thân vui tâm vui, à, nhưng mà nó là thọ lạc, tức là quán thọ trên thọ. Rồi á là cảm giác tâm hành, cảm giác tâm hành. Tâm hành là tâm gì? Đó, cái gì? Tâm hành là cái tâm dao động của mình. Trong dao động của mình nó có bốn cái tâm, là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng thức là tâm dao động của mình đó, nó có thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức đang hoạt động, rì rào ở trong á. Thì như vậy chúng ta cảm giác rồi đó, thấy đang hoạt động, thấy đang có tưởng, là đang có thọ, là đang có hành, là đang có thức này, thì gọi là cảm giác tâm hành. An tịnh tâm hành là chúng ta cho mấy ông này lắng xuống. Ví dụ đang suy nghĩ không suy nghĩ nữa, đang cảm thọ, tức là nó lắng xuống đâu, nó chưa có dịp, nó chưa có sức đi đâu, mà mình cho nó lắng xuống gọi là an tịnh đó mà. An tịnh nghĩa là cho nó bình an, nó đang rung này thôi, cho nó đứng lại đi, nó vẫn còn gì đó, đứng lại đi. Tập mà. À. Cảm giác về tâm. Về tâm nghĩa là gì? Tham sân si rồi đó. Về các cái tâm đó, tật đố, ganh tị đó. Nổi lên gì biết cái đó. Là quán tâm trên tâm. Với tâm hân hoan, tâm hân hoan tâm vui. Lúc báo đụng lên hân hoan, chỉ tâm hân hoan thở ra, thở ra. Với tâm á, định tĩnh. Với tâm định tĩnh là tâm thiền định á. Tâm định tĩnh là gì? Mình tỉnh táo nhưng mà tâm mình không thở gì hết. Tâm định tĩnh, tỉnh táo mà tâm không thở. Vì vậy có vô buồn hay chẳng không thở ra. Với tâm giải thoát là tâm không tham không sân. Tâm giải thoát. Thì đó là quán tâm trên tâm. Còn quán pháp trên pháp. Quán vô thường, quán cái gì vô thường? Quán sắc thọ tưởng anh thích vô thường. Là quán pháp trên pháp đó. Pháp trần á.
sắc thân hương vị xúc pháp, pháp là thọ tưởng thức. Thị quán nó vô thường như là gì nó thay đổi. Mà có thọ là tại vì có mắt nhìn. Hồi nãy chúng ta nói đó, có mắt nhìn, có cảnh, nó thay đổi cảnh liên tục lực thì thọ nó thay đổi. Xúc thay đổi, thọ thay đổi, thọ thay đổi, tưởng hành thức thay đổi. Như vậy đó gọi là quán vô thường được thở ra. Quán vô thường của Đức Phật. Do nó vô thường đó nên nó phải là mình, nó phải là của mình. Nên tôi phát tâm diễn đi nó. Nên tôi phát tâm đoạn diệt nó. Tôi phát tâm đó là từ bỏ. Cái gì hiểu không? Từ đó nó là cái nền tảng để đi vào sơ thiền. Sơ thiền là đi dục đi bất thiện pháp kiếm với chủ đường thiền thứ nhất. Còn cảm giác hỷ lạc cho đi dục sanh có tầm có thứ. Tầm là gì? Là tầm cầu. Tầm cầu là mong muốn được cái tâm đó. Cái tầm cầu á là mình tầm ra cái dục đó và mình muốn ly nó, rời nó. Các bất thiện pháp là các pháp làm cho tâm đau khổ. À, thì dục bất thiện pháp thì mình ly nó, mình rời nó, gọi là tầm. Tứ là gì? Là quan sát. Tứ là tương sát. Tương sát là mình quan sát cái sự ly dục đó. Nhưng mà chúng ta quán 16 thì phải được quen thì ta mới tới cái sơ thiền mà được. Nên cái sơ thiền đó là cái mà tu xa lắm rồi chúng ta mới vào cái sơ thiền. Nên bây giờ chúng ta ngồi quán xét hơi thở cho thân mình nhẹ nhàng thanh thản mà thôi. Chứ còn mà mình quán sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là quán để cho nó buộc pháp, chứ không thể chúng ta hành chúng pháp gì được. Tại vì chúng ta chưa đủ trình độ để vào các tầng thiền định đó. Nhưng mà mình cũng vào tưởng tượng tâm vậy đi. Rồi mình đọc thầm thầm nó ba các tầng thiền định đó để chi? Để thuộc pháp trước. Rồi từ từ quán pháp sau, thuộc pháp trước, nhập pháp sau, quán pháp sau. Nó sẽ đi vào cái gì cũng vậy đừng đó. Quý vị tu cũng có bao lâu đâu. Mới 2-3 tháng mà tu mấy năm thì gặp khi 30 năm, 20 năm tùy vào căn lợi độ. Mà Đức Phật dạy nếu hạnh độc cư tu ra cái này thì 7 năm thì 7 năm sẽ đắc quả giải thoát. Nhưng có người 6 năm, 15 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 12 tháng, 10 tháng, 7 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng. Và có người chỉ có 7 ngày thôi đắc quả là tháng tu hành độc cư. Đó là ngày Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên tu có 7 ngày. Ngài Xá Lợi Phất tu quá có 14 ngày đắc quả A-la-hán. Là hai cái vị thượng thủ. Nên tại sao mà Đức Phật bao giờ cũng nói là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là đại A-la-hán? Ôi thượng căn nó tu có 7 ngày chứ 14 ngày đắc quả A-la-hán. Ông đấu người ta nổi không? Đấu đi, ai ra giỏi đấu. Tu sanh mặt luôn 7 năm, 3 năm, 4 năm chưa chắc đắc nữa. Ta tu có 7 ngày, 14 ngày là biết căn cơ ta lớn tới cỡ nào rồi. Đó, quý vị kiếp trước ta tu tới cỡ nào rồi, do đó mình phải để phục cùng trang lứa đồng thời với các vị đó, phải để phục các vị là gọi là những vị đại A La Hán. Có gì để không? Ta tu 7 ngày thôi, thiền quán là độc cư thôi, ta đắc quả là hán là một người liên á. Lại chưa? Đó, quý vị có 7 ngày đó đó. Thầy bỏ luôn rồi thiền định luôn 7 ngày đắc quả là hán. Không ai làm nổi chứ. Các vị sao này không ai làm nổi chứ. Ngày sáng nó phát 14 ngày, còn các vị sau này phát 49 ngày, 3 tháng rồi 1, 2, 3, 4, 5 là người tu 3 năm vẫn không đắc là Đức Phật á. Rồi mắt quay lại gặp Phật, tiếp Phật chỉ lại, rồi tu từ từ từ. Không đắc A-la-hán thôi, nhưng ta đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả. Nhưng mà không đắc gì, hiểu không? Còn đắc là A-la-hán là đắc quả cuối cùng đó, trong hạnh độc cư đó. Mà ngày á, Mục Kiền Liên tu có 7 ngày thôi đó quý vị. Quý vị biết sự nỗ lực và căn cơ ta lớn tới cỡ nào. Nên mình bây giờ căn cơ mình thấp, mình chỉ đạt ra cái tránh chi kiến và sơ quả tu đà hoàng thôi. Đó, mình phải đinh tới cái hạnh độc cư nè. Độc cư chúng ta nói là không có vui buồn với người trong gia đình của mình nữa. Tại sao mình biết tránh chi kiến, vui buồn đó là cái gì? Đó là những cái phiền não thôi à. Cũng những chồng cảm thọ thôi à. Những chồng hành, những chồng tưởng thôi à. À, cái gì? Không phải chúng ta không vui, không buồn với người trong gia đình là chúng ta không thương. Thì cầm khi còn thương hơn đó. Thương ông Dung Minh còn thương hơn đó. Chứ không phải ông thương đâu. Không phải ta vui cái mình vui cái là mình à vậy là mình tốt. Còn ta vui mình chơi chơi mình không vui cái là nói là mình là không tốt. Không phải đâu. Người ta đã bước ra khỏi cái vui buồn đó rồi. Tôi vẫn thương anh hơn. Tôi thấy anh vui buồn đó là anh đã bị cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, bị tưởng, bị hành, bị thức. Nó quậy rồi à, nó quậy rồi. Nó quậy rồi. Nên mình phải tâm thương lắm. Nên cái người mà quán sát này nhiều nè quý vị, bốn cái tâm thiện nó sanh ra. Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Sẵn đây nói luôn,
Của có chết cái mà đi liền cõi trời, đi hiện xã. Ngài Xá Lợi Phất đã độ cho một cái vị không tu gì cả, quán từ bi hiện xã, chết sanh cõi trời liền tại chỗ, thiện tâm. Cái vị này thì phái sanh cõi trời, mà trước khi chết á thì ba ổng nó lại thỉnh Đức Phật cho một người lại là hộ niệm, phải hộ niệm chi khai thị cho. Thì Ngài Xá Lợi Phất hỏi cõi thế gian với cõi trời dục giới, cõi nào hơn là cõi trời dục giới hơn, dục giới cõi trời sắc giới nào hơn, cõi trời sắc giới hơn, cõi trời sắc giới cõi trời vô sắc nào hơn, cõi trời vô sắc hơn, là hỏi thích cõi nào, thích cõi trời phạm thiên, là thích cõi trời phạm thiên không, ông muốn sanh gì đó không, là muốn vì thân ông có thể không nhận được không? Gia thương Ngài, thân con thể không nhận được, con giống như một cái luồng gió thổi qua mà ăn nhiều cái mũi tên nó bắn qua thân con, nó đau từ trên đau xuống dưới, giống như luồng gió thổi qua đầu của con, nó muốn nổ tung cái đầu con ra. Trong kinh tả nó đang rã mũi quần, nó đang rã lên ghê, nó không thể không nhận. Thì Ngài Xá Lợi Phất rằng ông khéo mà tác ý, khi ta nói ông muốn sanh về cõi trời đó, thì tâm của ông á khởi lên tâm từ một phương. Tâm từ là tâm thương yêu tất cả chúng sanh, tâm thương ai không có, nên lấy tâm thương yêu đó mình rải đi, dùng tưởng để rải, lấy dùng tưởng để rải, tưởng ra tâm thương yêu nó chạy dài 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 tới vô cùng vô tận luôn, gọn biến mãn. Cái gì chịu biến mãn không? Biến mãn là quét tâm thương yêu nó qua bên tay phải, quét ra sau lưng, quét về phía dưới nguyên cái vòng tròn, tất cả vòng tròn, quét lên hướng trên, quét xuống hướng dưới, biến mãn thập phương. Đầy ấp hư không này còn là tâm từ của ông. Ông dùng tưởng đi, đạo cái gì thấy không? Tức là quán là dùng tưởng đó, quán là dùng tưởng. Chúng ta dùng tưởng đưa cái tâm từ, tâm thương yêu chúng sanh này đưa ra một phương, rồi bắt đầu quét. Có nghĩa là dùng từ quét là mình là dùng từ của vi tính này, đó, dùng từ biến mãn, trong kinh gọi là biến mãn. Biến mãn khắp tám phương, biến mãn phương trên, biến mãn phương dưới là thập phương với tâm từ. Tâm thứ hai là tâm bi, là tâm muốn cứu khổ chúng sanh. Bây giờ mình gặp người đó khổ muốn cứu, thì tâm đó đó mình đi ra chợ đi, gặp cá nó sắp người ta bị ăn thịt, mình muốn cứu con cá. Tại sao muốn cứu? Tại vì mình thấy nó sắp chết, mình muốn cứu. Vì tâm đó là tâm cứu khổ, tâm bi đó. Cái bình thường đó tâm bi mình không hiểu, tâm đó tâm bi đó, bi thương muốn cứu người ta khỏi đau khổ. Mà ta đang khổ cái gì? Đang khổ già, đang khổ bệnh, đang khổ chết, đang khổ trong bốn cái tâm đau khổ này, ái biệt ly quán tánh rồi đó, già bệnh chết trong thân, ái biệt ly quán tánh còn bắt tắc trong tâm, đang khổ đó. Mình phát tâm muốn cứu, muốn cứu ta, mà muốn cứu tất cả chúng sanh chứ không phải con người không, từ bò bay mấy cửa dần nhỏ 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 cũng hết, tiến thẳng một phương, chạy thẳng một phương, quán bằng bằng tưởng, tôi muốn cứu khổ hết phương này, tôi chạy băng phương này, rồi mới biến mãn khắp hết trơn tám phương, biến mãn phương trên, biến mãn phương dưới, đầy ắp hư không, tôi còn là tâm đi, là tôi muốn cứu khổ tất cả trong tâm giới. Tâm thứ ba là tâm hỷ, là tâm vui vẻ với tất cả chúng sanh, gặp ai không biết buồn, tâm hỷ. Đó, tâm hỷ là tâm quan hỷ, quan hỷ không tật đố, không ganh tị với ai hết á, quan hỷ hết. Ông nào làm gì tôi cũng quan hỷ, nên nó thậm chí chửi tôi cũng quan hỷ nữa, hiểu không? Tha thứ, tha thứ quan hỷ đó, tưởng cái tâm quan hỷ đó nguyên một phương, rồi biến mãn khắp tám phương, biến mãn bên trên, biến mãn dưới, đầy ắp hư không này toàn tâm quan hỷ của tôi. À, cuối cùng là tâm xả. Tâm xả là tâm không tham không sân, gọi là tâm xả. Tôi không có tham cái gì hết, và tôi cũng không có nổi lên sân với ai cả. À, với tất cả các loại chúng sanh nguyên một phương, rồi biến mãn khắp tám phương, và biến mãn phương trên, biến mãn phương dưới, rồi 1, 2, 3 từ bi hỷ xả biến một phương, và biến mãn khắp tám phương, biến mãn phương trên, biến mãn phương dưới, đầy ắp hư không của tâm tôi là từ bi hỷ xả này hiền giả. Ông có biến mãn được chưa? Ông có tưởng quán tưởng được chưa? Tâm từ bi hỷ xả ông khắp cả càn khôn vũ trụ chưa? Dạ thưa con đã quán được rồi. Như vậy thì ta về, ta sẽ rất nhiều ra khỏi cửa là tắt hơn, và tắt hơn xanh gì cõi trời, hào quang chiếu sáng. Ông vui, ông trời đó mới xuống hậu Phật mới kể lại, mà mới hồi nãy ngáp ngáp đau khổ vậy đó. Cái tâm quan trọng chưa? Tâm đó tâm thiện lành đó, và tâm thiện gì cõi trời, nên mình phát huy tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả gì cõi trời, tâm thiện
cái gì hiểu không? Nên mình tu là pháp quy này trước đi, cho chắc ăn, lỡ có chết có bốn tâm này ở trong, chắc ăn lên khỏi trời. Mà cái người có tệ chi về tứ đại, về ngũ uẩn, có tệ chi á về thân của mình thì sẽ nhập niết bàn tại cõi trời, ở đó có Bồ Tát chư Phật sẽ độ mình tại cõi trời. Đó là con Phật, mình có quy tâm bảo mình là con Phật, mình có tệ chi tu tập theo kiểu này. Mình cũng đã từng vào thiền ra thiền, tuy là chưa được gì, nhưng mình đang trên con đường để được cái đó, đang trên cái đạo lộ đó. Đó chắc ăn, đây hộ niệm. Quý vị thấy hộ niệm chưa? Đây là hộ niệm cho mấy người chết. Quý vị nấu gì đi, người ta khởi cái tâm thiện lành. Khởi tâm thiện lành mà bằng tưởng nha. Tưởng là một tâm mình là cải khắp hư không. Tưởng từ tâm một và xong tất cả bốn tâm tưởng một lượt. À, như vậy là tâm cả hư không này từ bi hỷ xả. Tại sao hiền quá vậy? Mà hiền sao đỏ nổi, từ bi hỷ xả đỏ đường nào? Mình quán tưởng cái gì nó ra cái đó mà. Cái gì không? Nên tâm nó sẽ dẫn đi cảnh giới. Mà trước khi chết, tâm đó là nó đi dẫn cảnh giới đó. Cảnh giới có hiền hiện, cảnh giới của trời, của từ, của hiền, của hiền xả. Dầu cho cái nghiệp mình còn phóng cái khác, cái tâm đó nó mạnh hơn, nó dẫn đi. À, tội do tâm sanh, tội do tâm diệt. Tội tâm sanh ra, tội tâm diệt đi là sám hối đó. Nên khi sám hối hết tội đó quý vị, chúng ta có ba cái điều mà sám hối hết tội. Thứ nhất, chúng ta cho đây là tội. Cái thứ hai là thú nhận mình phạm tội. Thứ ba là phát tâm từ bỏ nó. Thì cái đây là pháp sám hối đúng pháp. Trước mặt thì kêu, trước mặt quý thầy, trước mặt Phật chúng ta sám hối. Bây giờ không gặp ai hết thì lên trước mặt thờ Phật chúng ta nguyện. Đây là tội. Chỉ cái tội đó là tội gì? Con đã lỡ giết mũi. Lỡ giết mũi gì thì mình thấy đây là tội. Là gì? Tuy nó rất là nhỏ, tại vì làm cho chúng sanh đau khổ là tội. Cái thứ hai, nó thừa nhận con đã giết con mũi là phát lồ đây. Con đã giết con mũi trong thời gian qua, con giết một con, nhiều con đó. Và điều thứ ba, từ bỏ là từ đây về sau con không làm nữa. Đây, về sau con không làm nữa. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát A Nát, tâm này tiêu, tâm tội này tiêu. Việc rồi, không có đúng đó. Hãy có ba đó, một trong ba không hết, hai trong ba không hết. Thứ nhất, mình phải xác định đây là tội. Có tội sám hối, không có tội đây sám hối. Cái thứ hai nữa, mình phải thừa nhận mình đã phạm. Có tội tôi đâu có phạm đâu, tôi sám. Cái gì nữa không? Vậy là tôi đã thừa nhận tôi phạm là pháp đồ. Cái thứ ba nữa, từ bỏ có nghĩa là không làm nữa, là không khởi lên nữa, vì cho tâm mình đoạn diệt, vì tội tiêu. Tội cho tâm tiêu thì cái cảnh giới để dẫn đi tái sanh không có. Cái gì hiểu không? Tội cho tâm tiêu cảnh giới tái sanh không có, chỉ còn cái tội tướng thôi. Tội tướng là tội gì? Cái tội tướng là mình tán, ta tán lại. Cái tội tâm là dẫn đi cảnh giới. Mà cái cảnh giới không dẫn đi thì mình sanh ra cái cảnh giới của cái tâm đó. Nếu thành người sẽ bị ta tán lại, nhưng mà không sao cả. À, vì nếu có phước nó lỡ rồi đó, có phước ta tán một, một kỳ tán rồi đó. Nó lỡ. Không hợp đó, cái gì? Nên có nhiều mà. Còn nếu mà có tâm tu, có tính, có tấn, có niệm, có định, có lệ, lịch, ta tán hay không? Trong tâm đâu có thẩm thọ gì não nữa. Có tán hay không? Cái gì hiểu không? Còn vừa cả có phước mà vừa có lực tu nữa, vừa tán hụt vừa tâm hay không? Thì kể như trả nghiệp cũng như không trả. Có trả kể như không trả gì hết á. Chứ mình như bảo, đáng lẽ mình tội bị bảo quét hết. Bây giờ mình có tu có phước, phước nó chặn ra bài, bảo vừa tôi đụng tới phước nó chặn được rồi á. Có trả mà không có trả gì hết. Có trả thì bảo nó đấy đó, mà cuối cùng không có trả gì hết, nhưng cũng đã trả rồi á. Cái gì hiểu là nên nó gọi là chuyển nghiệp, cái chuyển nghiệp đấy là dễ. Nên làm phước thì nhiều, tu nhiều nhiều, ai đó cũng là lương thì ai nhất. Chỉ đâu cũng được trên hết, quý vị. Nhưng mà cái tệ chi về pháp để thoát này còn chắc ăn hơn. Tại vì pháp để thoát rồi đâu có tỏ. Ở đâu cũng gặp Bồ Tát đi hết. Thì cái đó là ai tệ chi về ngũ uẩn, nhìn thấy rõ ngũ uẩn là nhìn thấy ta mà, là nhìn thấy Phật. Rồi ai nhìn thấy Phật là nhìn thấy ngũ uẩn, mình nhìn thấy ngũ uẩn là nhìn thấy Phật. À, có nghĩa là Đức Phật đã nói chuyện pháp tệ chi chánh trí này nè. Đó, cái gì nó quan trọng cực kỳ. Nên bữa nào phải tệ chi về ngũ uẩn, tu tứ niệm xứ.
mà cũng sung mãn với những thứ này có cái á thở thiền, gọi là hơi thở thiền. Bây giờ á là ngồi thiền, thứ nhất nhắc lại là cái chỗ ngồi là chỗ nào. Ở dưới gốc cây một ngôi nhà trống, một bãi tha ma, một cái nghĩa địa thôi sợ ma lắm, ngồi phòng cho chắc ăn, cái đó Đức Phật nói kinh. Còn giờ mình ngồi trong phòng, hồn phải phòng sao? Hồn phải thoáng mát, hồn không có được nghẹt thở quá, không có được lạnh quá, không được nóng lắm, nóng đổ mồ hôi, lạnh cảm, mà không được đèn sáng quá, không được tối quá, bắt đèn vừa vừa như đèn ngủ vậy đó. Chúng ta ngồi, còn có bộ đoàn bỏ cụ, bỏ cụ tất nhiên là cái miếng ta ngồi đó. Còn cái bộ đoàn là cái bài dưới gối có gì đó, như thấy không, dưới gối chim. Nhưng mà cái này á là kinh nghiệm nha, người ta nói là kinh nghiệm mà. Chúng ta chuẩn bị một cái mền bự và một cái khăn lớn, khăn tắm và một cái lớn, cái gối chim mình lại khăn tắm á, tại vì cái khăn nó muốn chim sao chim mà, còn cái gối này nó hạn chế, còn khăn mình muốn xiết được không xiết được, mình dồn cục mình chim chỗ nào được chưa á. Hay ngồi gì không? Ngồi chim bằng khăn, không chim bằng gối chim. Còn cái bồ đòn là cái gối chim mình ngồi lên á, có thể mình bay cao bay thấp, lấy nguyên cái mền á, rồi lại để lên đây vừa ngồi lên cái mền đó đó, thì nó sẽ im. Lên cái mền mà mềm á, cái mền bự nha, mình rồi lại cũng ngồi lên, mình quất để đi ra vậy đó, mà nó được cái lợi là đi đâu cũng đem theo mà đắp luôn, ngủ đắp luôn, hiểu không? Nên ngày xưa đó, các ngày đó đắp bằng cái y tự y phía ngoài, ngồi trên cỏ. Giờ là Đức Phật nó ngồi trên cỏ, nó gom cỏ lên nó ngồi. Bây giờ cỏ cho mình cái mền gì mà có muốn lại ngồi ngồi. Còn cái bướm chim đó là cái khăn gì vừa, khăn còn cái tắm á, nó đủ bự để chim lên. Còn khăn la mặt thì nhỏ quá, không đủ độ để chim. Tại sao lại có cái bướm chim? Là tại vì khi mỗi người ngồi á, chân dài, chân ngắn, chân nhỏ, chân bự nó khác nhau. Do đó mà khi người ta ngồi á, nó bị méo bên này, nó nghiêng bên kia. Nhớ là cái mông của mình á là một điểm, hai cái chân của mình á, tức là hai cái co của cái chân mình lại nè, là hai điểm, ba điểm nó tựa lên cái mặt phẳng. Ba điểm tạo thành cái gì? Hình học không gian. Ba điểm tạo thành gì? Ba điểm tạo thành tam giác. Thì đúng rồi. Ba điểm tạo thành mặt phẳng. Mà mặt phẳng á thì nó mới cứng được. Do đó tại sao cái chân máy nó ba chân mà cái chân máy nó không bốn chân? Bốn chân nó trở thành hai cái mặt phẳng này, nên nó có một cái mặt phẳng là có ba chân. Nên cái mông mình và hai cái đầu gối mình đó là ba cái điểm đó. Nên chỗ nào nó bị trên lên thì mình chèn cái khăn vô đó thì nó hết chèn trên. Nên mình lắc qua lắc lại đi. Cái này là kinh nghiệm thôi nha. Còn cái gối thì nhầm khi á, mua cái gối thì cao hai tấc, ngồi cái chuối đầu ra xuống nên nó mỏi, nó căng đây méo đây mỏi. Quý vị hiểu này không? Làm sao cho cái tiếp đất của mình nó vững vàng. Quý vị giống hình đây này, mình lấy một cái đống bột, mình quậy quậy đó, mình ngồi lên đống bột, ngồi mình dở cái người mình ra, cái chỗ nào nó dày so với cái mặt này nè, mà chỗ nào bột nó dày đó là chỗ đó mình trống á, mình chim khăn cho đó đó. Nói gì cho hình dung thôi, nói gì cho để cho mình tưởng tượng ra cái khoa học của cái chim khăn. Quý vị hiểu không? Chỉ cái mông mình cũng vậy, ngồi trên cái gối thiền đó nó cũng vậy đó, nó hở đủ cái độ nào đó thôi. Nhằm người ngồi không cần cái gối, cái cấu tạo thân thể họ ngồi không cần gối thì nó thẳng nhất. Gối cái một nó chồng đầu ra trước, bỏ gối đi, lấy cái khăn nhỏ nhỏ gì còn ngồi thôi. Còn nhằm người phải ngồi cái ghế cao đây là mới vững được, tại vì cái xương sống họ cấu tạo sao nó nghiêng nghiêng, nó méo méo sao đó, mà ngồi ghế cao thì nó mới vững được, ngồi gối cao mới vững được. Quý vị hiểu là được, mình sẽ phát hiện ra chính mình sẽ cần cái gì. Nên nếu mình ngồi căng chỗ nào thì chỗ đó bị tê. Nên người nào mà bị tê chỗ nào, mình tìm nguyên nhân tê của cái chỗ đó, là tại vì mình ngồi mình đè nó, đè nén kiểu này máu chảy không được mà. Nên mình làm sao phải thoải mái nó phải dựng cái gì lên nó mới thoải mái nó, hiểu không? Là mình phải chiêm cái gì chỗ đó. Có nhầm người á, ngồi chéo hai chân ngay giữa này nó chống cái quát đây nè thì phải chiêm ngay giữa. Có nhiều người chéo hai chân
ngay giữa đó không có trống mà nó tiếp cách luôn thì không cần cần chim. Có nhiều người ngay giữa nó cao lên đây nè, ngồi hồi nó đè ngay giữa xuống nó tê dữ lắm, nó bẻ cái bàn chân mình dữ lắm, nên bắt buộc phải chim ngay giữa lên cho nó bớt bẻ cái bàn chân. À, có hiểu không? Bây giờ chú ý tưởng chéo chân thử coi. Kiết già nhỏ tuổi không có vụ bán già, lớn tuổi thì bán già cũng được, còn lớn nữa thì tu theo kiểu bà già ngồi sao cũng được. Đây á là có những người cấm chỗ này nè, cấm chỗ này nó sẽ bẻ hai cái kim này, do đó mình phải độn lên hơi chỗ này để cho nó bớt cái độ bẻ kim cho nó thoải mái. Ngồi thiền không phải là bẻ mình mà ngồi thiền để cho thoải mái, quý vị hiểu không? Chúng ta để thoải mái cái thân và tâm mình thôi. Để chi? Chúng ta dùng thiền quán mà quán. Nhưng mà khi chúng ta vào thiền định đó, thì có những lúc ta nhập định ta không có nhúc nhích được cái thân đó. Nếu ngồi không tốt nó lật, cái gì không? Nó ngồi không tốt nó lật, nó lật chúng ta xích ra rồi, nên nó bị cái thân mình bị dao động, nó không có an tịnh thân hành. Mà thân hành không có an tịnh thì tâm hành không an tịnh được. Cái thân mình nhúc nhích là tâm mình nó chạy theo, nó nhúc nhích nó cảm thọ nó chạy theo thì làm sao an tịnh được tâm, hiểu không? Do đó mình phải ngồi bất động. À, hai tay để vào trước, cái dưới cái trên, hai cái nách này không xa quá cũng không gần quá, vừa phải. Và khi trước kia mình ngồi mình lắc, lắc cái thân chi để cho nó rơi vào trong cái trạng thái trọng tâm. Cái này nó hơi nhỏ quá nè, thấy không? Đáng lẽ nó bự ra tới ngoài này nè, cái tọa cụ mình á ở dưới nó bự ra nè, nên cái tọa cụ không có tiêu chuẩn nào cả. Ông Mỹ ông dùng cái tọa cụ bự rất vuông. À, nhưng Việt mình chỉ 8 tấc, 7 tấc. Còn người ốc tiêu có nhỏ xíu mà 6 tấc cũng được. À, nhưng mà một người là phi lũ mà, thì phải ngồi 8, 9 tấc dân dân, phải không? Ông Tây thì ngồi chè bè ra chỉ có thể là lên tới cả thức nấy. Như vậy thì cái tọa cụ ở phía dưới này nè, là chúng ta tùy vào người mà ngồi cái độ bè chân tới đâu thì mình ra tấc bên là vừa. À, mỗi người mỗi khác nên không ai có công thức của ai hết, nhưng mà công thức chung thì nó giống nhau. Và cái mông này nè tiếp xuống đất, và hai cái đầu gối hai bên tiếp xuống trở thành ba cái điểm tiếp xuống, mà sao nó trở thành cái mặt phẳng của hình tam giác, để gì nó cho nó vững như kiền ba chân. Dầu ai nó ngã nó nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba cái chân. Kiền ba chân là cái chân kiền, chứ không phải kiền ba chân là cột cái chân mình lại. Do đó chúng ta ngồi thì cái lưng này nè, làm sao cho cái đốt xương sống nó sắp lên nhau, đừng cong quá, đừng hở quá, tùy người. Nhầm người phải ngồi thẳng thì cái thế đó là thế cái xương sống tốt nhất, nên nó im nhất, nó không mỏi xương sống. Nhầm người ngồi cong hơi thì nó im nhất, hiểu chỗ này không? Tại vì cái đốt sống của nhiều người nó khác nhau, cái độ cong xương sống nó khác nhau, nên ngồi đúng trạng thái tự nhiên của nó. Ví dụ như bình thường cái xương sống mà nó cong phải ngồi cong đây nè, để cho nó đúng với trạng thái tự nhiên. Còn mình ngồi lên thẳng hồi thẳng hồi nó đau, xong xương sống dữ lắm, ngồi tới 1 tiếng 2 tiếng rồi xương sống nó đau. Tại thế đó đâu phải là thế im của mình, cái thế im của mình là thế cong. Và có những người cái thế im của mình là thế này, nhưng mà ngồi cong hồi nó đau lắm là mình chịu đựng rồi. Nên ngồi thiền không có chịu đựng, thả lỏng là đúng. Hiểu chỗ này không? Hiểu thì chúng ta sẽ làm mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi khác nhau, nên mình mới đi đường dài được. Chứ còn bằng không mà ngồi gán mấy bữa cái mỏng nó đau chỗ này, nó đau chỗ kia, chán quá nghỉ ngồi, phải hiểu không? Nên á, còn cái gối thiền này nè, có thể là mình tự may gan rưỡi hai gan gì đó tròn, mà mình ngồi lên thấy im. Không tự may lấy cái mền quấn ngồi lên cũng được, không sao cả. Do đó cái bộ đồ nghề là mình biết, mình hiểu, mỗi người may một cái kiểu thôi, giống ai hết á. Trước khi nha, đã vô ngồi thiền chúng ta phải điều thân. Điều thân là gì? Là lắc cái thân mình, không? Cái lỗ mũi với cái rúng á, là trên cái đường thẳng. Cái trái tay này nè, đó là ngang cái bờ vai của mình nè, hai bên đó. Rồi á, đầu nghiêng về phía trước chút xíu, hơi thôi, cho nó một cái trạng thái nó nhẹ nhất, nó dễ chịu nhất. Và mắt mở bình thường, chứ không phải khép hờ, mở bình thường, mở mà không có mỏi mắt,
Đầu tiên lên mở mắt mà ngồi quán xét, đặt niệm trước mặt. Sau đó tỉnh giác mới được nhắm mắt. Không tỉnh giác, đầu tiên mình vô ngồi không tỉnh giác, từ từ nó không cầm thị miên. Giống như ngồi ngủ rồi ngồi cái ngáy kho ngồi đèn đó. Đi tới ngủ thiền, ngủ do hỏi. À, như vậy thì trước khi á, vào rồi ngồi thiền thì tay để dưới, tay để trên, lưỡi á, đưa lên trên. Chúng ta trước khi lưỡi đưa lên trên á, chúng ta có thể đọc cái bài thiền, không đọc cũng được, nó không sao, nhưng mà phải hít mũi thở miệng 3 lần. Tưởng tượng như các phiền ảo trên trời dưới đất rồi cái gì đó thảy qua ngoài hết, ai ôm dính. Tưởng tượng như thấy ra khỏi tâm mình hết, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả mà cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô Định Tâm Dương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Dương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Dương Bồ Tát. Đưa cái lưỡi lên trên, khỏi cái mí răng, khỏi cái chân răng á, vừa chân răng với vừa cái nú á, đặt ở chân giữa đó. Khép miệng lại, mở mắt, đứng bật dậy, ngồi chéo chân, ngồi kiết già, đặt niệm trước mặt, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là biết rõ thân và biết rõ vận hành của tâm. Chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra theo hơi thở, hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi thở ra biết hơi thở ra. Ban đầu thì dùng lời nói thầm trong tâm bằng hành để chúng ta kiểm soát. Tới khi chúng ta vào sơ thiền, chúng ta sẽ cắt hành đó, là tịnh chỉ là nói. Nhưng mà bây giờ phải dùng lời nói. Hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vô. Cái này chưa vô 16 hơi thở nha. Bây giờ chúng ta mới có là điều thân thôi à. Hít vào bình bụng ra, thở ra xẹp bụng vô, rồi bỏ nó đi, đừng có để ý nữa. Bắt đầu để ý tới hơi thở nè. Hít vào dài tệ chi, hít vào dài, thở ra dài tệ chi, thở ra dài. Tệ chi là gì? Dùng thức để biết được nó đang thở vào, đang thở ra. Cái cột hơi thở nó dài là cái đường thở nó đưa ra tới đâu, hít vô tới đâu, thì cái đường đưa ra, đường hít vô cộng lại nguyên một cây hơi thở. Thấy nó dài biết nó dài, thấy nó ngắn là biết nó ngắn. Hơi thở dài biết hơi thở dài, hít vào dài biết hít vào dài, thở ra dài biết thở ra dài, hít vào ngắn biết hít vào ngắn, thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Chúng ta nói thầm đó là nói theo hít vào thở ra, đừng có thở ra mà nói hít vào, đừng có thở vào mà nói hít ra. Chỉ hiểu này không? Hít vào dài thì nói hít vào dài là trước, thở ra dài nó thở ra dài trước. Chứ mình nói là miệng hít vào mà cái mũi thở ra. À, mình hiểu không? Cho nó không có đồng bộ, không có nhịp nhàng ở trong cái hít vào thở ra. Hít vào ngắn biết hít vào ngắn, thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Quý vị ngồi đi. Bây giờ 1, 2, 3 chúng ta chéo chân ngồi kiết già hoặc là bán già. Đây là thế kiết già. Quý vị ngồi bán già, một chân dưới một chân trên cũng được, không sao cả. À, không ngồi sắp bằng, ngồi sắp bằng kiểu ăn cơm thì thôi rồi không được. Ngồi bán già hoặc ngồi kiết già, phá ra ngồi bán già. Ngồi bán già một chân dưới một chân trên như thế này. Nếu ai ngồi kiết già không được thì ngồi bán già. Còn ai ngồi mà bán già không được, kiết già không được nữa, muốn ngồi sao ngồi. Có nhiều người bệnh chân, bệnh đầu gối, bệnh là đau khớp, nên ngồi trên cái ghế thoải mái, đặt tay phía trước giống ngồi thiền đó, mà quán chúng ta dùng thiền quán. Bởi vì hiểu không? Tại vì chúng ta tệ chi, cái tu là tu toàn diện chứ không phải là chỉ có chéo chân không. Do đó chúng ta dùng thiền quán cũng có thể đi đến sơ quả dị quả được mà. Tại vì vào thời Đức Phật có những người ngồi nghe pháp ở dưới không á, quý vị mà ta vào được sơ quả dị quả. Nên đó chúng ta đừng có chấp ngồi thiền quá, mà chúng ta tu toàn diện. Nếu chân mình không thể ngồi thì chúng ta có thể ngồi trên ghế mà bỏ lỏng tay xuống, hai tay để một cái trước cũng quán y như vậy, hít vào thở ra y vậy. Chúng ta để quán để phá cái ký sử mà, phá cái truyền cái mà, phá lậu hoặc mà. Bây giờ hiểu này không? Nên nếu ai còn trẻ mà tập kiết già được nên tập kiết già. Ai không tập kiết già được thì hãy tập bán già. Ai không tập bán già kiết già được, chúng ta có thể ngồi trên ghế, tại vì bệnh đó
Mới ngồi ghế hoặc là ngồi sao cho thoải mái rồi chúng ta quán. Đó là chúng ta tập thôi, tập thiền quán. Rồi quý vị chớ chân ngồi đi. Tùy chân nào để dưới, chân nào để trên cũng được, không bắt buộc. Tại vì mỗi người có một cái thế nó khác nhau. Mỗi người có cái thế nó khác nhau. Nên quý vị chéo chân đi. Ngồi chưa? Rồi lưng thẳng lên. Đặt niệm trước mặt. Đặt niệm trước mặt. Chánh niệm tỉnh giác. Hít vào thở ra. Có cái thầy giám thiền á, ông coi ai á mà không được chỗ nào thì ông lấy cây ông độn chỗ đó là mình biết, mình sửa lại chỗ đó. Đó quý vị ngồi đi. Nhìn ra phía trước, nhìn nhuyễn ra phía trước thôi, có nghĩa là khép hờ mắt ra phía trước. Hít vào thở ra 3 lần, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra 3 lần. Rồi đưa lưỡi lên trên cái nú răng á, đưa lưỡi đó ngậm miệng lại. Hít vào, biết hít vào. Lấy cái tâm của mình á để biết. Rõ biết thôi. Hít vào rõ biết đang hít vào. Thở ra ra rõ biết đang thở ra. Hít vào dài, rõ biết hít vào dài. Thở ra dài, rõ biết thở ra dài. Hít vào ngắn, rõ biết hít vào ngắn. Thở ra ngắn, rõ biết thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi thở ra. Cảm giác toàn thân tôi hít vào. Cảm giác toàn thân là gì? Là cái thân mình cảm giác. Nếu thẳng biết nó thẳng, cong biết nó cong, nghiêng biết nó nghiêng, chỉnh sửa nó lại. Chỉnh sửa nó lại rồi cảm giác toàn thân. Cái áo đang treo trên mình, biết áo mình đang treo trên mình. Từ trên xuống dưới, từ đầu hai bả vai, ngực, bụng, lưng, hai chân, rồi mông tọa xuống đất. Biết luôn. Vậy đó là cảm giác toàn thân. Cái này nó quan trọng lắm nghe, cảm giác toàn thân. Hàng ngày á, chúng ta chánh niệm tỉnh giác là chúng ta cảm giác toàn thân đó. Bây giờ chúng ta ngồi cũng cảm giác toàn thân nó phát huy lên. Tập thôi, không có lạ gì đâu. Chúng ta tập đi, nhận diện từ từ không sao hết á. Tập đi cho quen. Cảm giác toàn thân tôi thở ra. Cảm giác toàn thân tôi hít vào. An tịnh thân hành tôi thở ra. An tịnh thân hành tôi hít vào. An là gì? Là thân mình được bình an. Tịnh là tịnh chỉ, có nghĩa là thân không có nhúc nhích, rất là bình an. Tức là thân không có hành nữa đó. Hành là động đó, không có nhiều, không nhúc nhích. Nhúc nhích là hành đó. Bây giờ an tịnh thân hành tôi thở ra. An tịnh thân hành tôi hít vào. Cảm giác hỷ thọ tôi thở ra. Hỷ thọ là gì? Là cái tâm mình nó thọ cái cảm thọ vui. Cảm giác cảm thọ vui. Mình vui 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 đi. Mình mỗi lần vui làm sao? Vui vậy đó. Vui lên, vui lên. Tủm tỉm cũng được nữa. Vui lên, vui lên. Tâm vui lên. Nói vậy cho mình hình dung thôi. Đó, cảm giác hỷ thọ tôi thở ra. Cảm giác á, lạc thọ tôi thở ra. Cảm giác lạc thọ tôi hít vào. Lạc thọ là gì? Là cái thân mình á, rất là bình an. Rất là vui trong cái thân, khinh an trong thân. Cảm giác á, lạc thọ. Thiền không phải dễ đâu nha, không phải dễ ăn đâu à. Tại sao? Tại vì mình động loạn nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình quậy không à, chứ đâu có ngồi đây đâu. Ngồi đây á, bởi vì nghe người ta khó, không nói khó, nghe khó, nhúc nhích dễ, đứng yên khó, tâm quậy dễ, tâm đứng yên khó. Bây giờ á, mình làm ngược lại hết nè, thấy vậy không phải dễ ăn đâu, phải tập dữ lắm, phải chiến đấu nó, chiến tới cùng với nó. Chứ không thôi ngồi chút xíu muốn đi rồi. Đó, thấy không?
ngồi chút lắc hết trơn rồi đó. Tại sao lắc? Dục đó. Dục là muốn đó. Mình chưa có vượt qua cái thọ dục nổi à, thì mình tập thôi, mình nhận diện cái cảm thọ dục. Nó muốn đó, nó muốn nhúc nhích đó, nó muốn đứng lên đó, nó muốn nghỉ đó à. Cảm giác lạc thọ thích vào, cảm giác lạc thọ tôi thở ra. Cảm giác tâm hành tôi hít vào, cảm giác tâm hành tôi thở ra. Tâm hành là gì? Có tưởng, có hành, có thức đang hoạt động. Cảm giác thôi, chưa có nhìn rõ được nó đâu, nhưng mà cảm giác nó đang hoạt động. Cảm giác tâm hành tôi thở ra, cảm giác tâm hành tôi hít vào. An tịnh tâm hành tôi thở ra, an tịnh tâm hành tôi hít vào. An tịnh là không có nhúc nhích tâm nữa, không có tưởng không hành gì nữa hết trơn á, mình tắt ý gì đó à, mình an tịnh tâm hành tôi thở ra, an tịnh tâm hành tôi hít vào. Cảm giác về tâm tôi thở ra. Về tâm là gì? Có tham không? Có giận không? Có ghét không? Có ghen không? Có thù không? Có quán không? Có cái gì nổi lên trong tâm không? Không thấy gì nổi trong tâm à, thì không thấy nổi trong tâm. Có nổi trong tâm, thấy nổi trong tâm. Cảm giác về tâm tôi thở ra, cảm giác về tâm tôi hít vào. Với tâm hân hoan tôi thở ra. Hân hoan là mừng vui. Vui á, là mình đang tu. Đúng rồi, mai mốt mình thấy đài có con đường làm thánh, vui quá à. Với tâm hân hoan tôi thở ra, với tâm hân hoan tôi hít vào. Với tâm định tĩnh tôi thở ra, với tâm định tĩnh tôi hít vào. Định tĩnh là tâm không khởi đó. Tâm định là tâm không khởi. Khởi tâm gì chứ á? Tâm định nó an trú trong định nè, định tĩnh, tỉnh táo, tĩnh lặng chứ, tĩnh lặng, tâm không khởi. Với tâm định tĩnh tôi thở ra, tâm định tĩnh tôi hít vào. Với tâm giải thoát tôi thở ra, với tâm giải thoát hít vào. Giải thoát là gì? Là không có tham, không sân, không si. Không tham không sân đi, cho chắc ăn tệ chi từ từ nó không si. Với tâm không tham không sân, có tham có sân hiện giờ không? Không có là giải thoát đó. Giải thoát trong lúc này nè, chút xíu về á, là hết thoát à. Nó cột lại cho coi, nhịn gì ghét ghét cái là nó cột cho coi, nổi sân lên cái nó cột cho coi, nhịn gì khoái khoái nó cột cho coi. Còn giờ không khoái không sân gì hết thì cái đó là tâm giải thoát đó. Như vậy với tâm giải thoát tôi hít vào, với tâm giải thoát tôi thở ra. Quán vô thường tôi hít vào, quán vô thường tôi thở ra. Quán vô thường là quán gì? Quán cái gì vô thường? Quán sắc, quán thọ, quán tưởng, quán hành, quán thức này là vô thường nè. Có phải cái thân này, quán đi, chúng ta có thể quán cái này đó là 10 phút, 15 phút nữa, tiếng 2, 3 tiếng đồng hồ đó, quán vô thường á. Bây giờ quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, hoặc là chúng ta quán á, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà quán vô thường là quán sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nè. Quán sắc quẩn này là thân của mình, nó đất nước gió lửa hợp thành, rồi nó tan hoại với thời gian, nó trở về với cát bụi, nó chết đi, nó sình lên 32 nhóm bất tịnh: tóc, răng, lông, da, xương, thịt, bao tử, ruột non, ruột già, tim, can, tỳ, phế, thận, à, dần dần quán. Không cần phải thuộc lòng hết đâu mà quán các cái món, biết món gì thảy nó ra món đó à, như vậy nó luôn luôn thay đổi liên tục trong già, trong bệnh, trong chết. Vì là quán thân vô thường đó, tôi thở ra, quán thân thường à, hít vào. Bây giờ quán thọ, cảm thọ, nhìn cảm thọ có nhìn, nghe cảm thọ có nghe. Nhìn bên đây cảm thọ, nhìn đây cảm thọ bên kia, nhìn bên kia cảm thọ bên kia. Nó có thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Nhưng mà mình nhìn bên đây, nhìn bên kia liên tục nên thọ thay đổi. Vì thọ vô thường, tôi thở ra, thọ vô thường tôi hít vào. Như vậy đó là có xúc thì lại có thọ, mà có xúc lại có tưởng, có hành. Lúc thì tưởng này, lúc tưởng cái kia, lúc suy nghĩ này, lúc suy nghĩ kia, lúc biết cái này, lúc biết cái kia. Như vậy là thọ tưởng hành thức thay đổi. Vì với thọ tưởng hành thức thay đổi là vô thường tôi thở ra, thọ tưởng hành thức vô thường tôi hít vào. Do nó biến dị, do nó vô thường, mình nói thầm vậy đó, do biến dị, cho nó vô thường.
nên nó khổ, do nó khổ nên nó vô ngã, là không có thực tướng. Như vậy thì không có lý do gì mà nói nó là của mình, nó là mình, nó là tự ngã của mình. Do đó tôi quán ly tham, tôi thở ra. Quán ly tham, tôi hít vào. Quán đoạn diệt tham sân, tôi thở ra. Quán đoạn diệt tham sân, tôi hít vào. Quán từ bỏ tham sân, tôi thở ra. Quán từ bỏ tham sân, tôi hít vào. Nó phải có lý do chứ á. Rồi bắt đầu á, qua một vòng, quay lại vòng quán tiếp từ cái đầu vòng, vòng quán tiếp, quán tới vấn lương chi cho nó thuần thục. Hoặc là ngồi đó mình quán qua một vòng để biết rồi đầu chúng ta quán tứ đại, quán ngũ uẩn, quán tứ đại, quán tứ niệm xứ. Tại à, mình lấy một cái để mình quán. Một cái mà ta quán thuần thục đó quý vị, có thể ta quán 3-4 tiếng đồng hồ một cái, ta quán thuần thục rồi. Quán sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu thọ, sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu tư, sáu ái, sáu tầm, sáu tứ. Vừa học tới đó, từ từ học tới à. Học tới sáu tưởng, sao sáu thọ, sao sáu hành, sao sáu thức, sao bữa nay chúng ta chỉ học thọ tưởng hành thức đơn giản thôi. Rồi lần sau chúng ta học chi tiết gì đó, chúng ta mới quán được chi tiết. Rồi tới quán á, là duyên sanh khởi, duyên đoạn diệt. Quán á, là sự ngọt ngào, sự nguy hiểm, và quán sự xuất ly của một pháp, của thọ, của tưởng, của hành, của thức, của sắc. Dần dần từ từ đi, chúng ta học cho thuần thục đi. Cái quán hơi thở này từ từ mình chìm vào trong đó, từ từ nó chìm vào. Nếu người nào khi mà chúng ta chìm vào ở trong đó rồi, lấy cái tâm mình thấy mình tĩnh lặng được rồi, tâm mình đang tĩnh lặng thuần thục được rồi, thì mình lấy tầm với tứ. Tầm có nghĩa là gì? Là tầm cầu ly dục, ly bất thiện pháp. Tầm cầu ly dục, ly bất thiện pháp. Tứ là tư sát, là xem kỹ cái sự ly dục, ly bất thiện pháp đó. Nếu chúng ta được vào trong tâm đó thì người đó chứng được sơ thiền. Và người đó an trú sơ thiền đó. Ví dụ nha, sáng 4 giờ sáng mình ngồi thiền, mình vào được sơ thiền, mình an trú đó nguyên ngày, an trú vào sơ thiền ly dục ly bất thiện pháp, an trú thiền đó luôn. Tuy rằng là mình xuất cái tọa thiền ra rồi, nhưng tâm mình vẫn an trú với cái ly dục ly bất thiện pháp đó. Nên ngày đó chúng ta không có dục, chúng ta không có sân, không có bất thiện pháp gì hết á, sống vui vẻ trong cái hỷ, cái lạc đó từ sáng tới chiều. Quý vị tập đi, tập an trú trong cái pháp của Phật. Ví dụ như ta an trú trong quán tứ đại thì bữa đó ta an trú trong quán tứ đại, an trú trong cái thọ không lạc không khổ thì chúng ta an trú trong cái không lạc không khổ. An trú thử một buổi, an trú cỡ ngày thôi. An trú là bình an trú vào ở trong đó. Nên ngày đó không có buồn gì hết trơn á, đâu có vị chú trong quan hỷ vậy. Bữa nào chúng ta với cái hỷ lạc này, cái hỷ lạc này, hỷ là vui trong tâm, lạc là vui trong thân, chúng ta ăn chú nguyên ngày vui thân tâm thức coi. Mình làm được trơn à, mà tại vì chúng ta không có biết cái cách làm, với hơn nữa mình cũng không có khởi lên cái tâm ăn chú đó, nên chúng ta không có trụ vào trong đó. Nên khi trụ mình ăn chú vào trong đó thì từ sáng tới chiều chúng ta được cái tâm đó. Nên nó sống rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Rồi bây giờ quý vị về tập cái này nha, tập cho nó thuần thục cái này đi, rồi chúng ta mới động tác xả thiền. Đau quá mới ngồi có mấy phút, có ngồi gì đâu đau. Có ngồi đâu đau. Tập thôi mà có ngồi đâu đau. Như vậy xả thiền, xả thiền bung chân ra, bung ra chân ra phía trước. Đó. Còn á, chúng ta kê cái tay qua một bên. Nè, cái tay nè, chở qua một bên. Rồi cái tay này quay qua đây ba cái. Một, hai, ba, đổi bên. Một, hai, ba. Rồi cái tay này bóp cái tay kia từ trên bóp xuống. Cái tay này bóp tay kia ngược và lại. Bóp một hai lần vậy thôi, bóp cái kia một vài lại. Còn dò hai cái tay, dò hai tay cho lơ ấy, vuốt mặt này trên vuốt xuống, vuốt xuống mấy cái vậy đó, rồi dò nữa vuốt nữa.
Nói chung là không có công thức nào cả, cái này là để nó thông máu thôi. Rồi dò đi, rồi kéo hai lỗ tai, kéo hai lỗ tai kéo xuống. Hai lỗ tai đó, rồi kéo hai lỗ tai kéo xuống. Rồi dò đi, ra sao rồi còi cổ. Đúng rồi, bên đây, bên kia, bên đây, bên kia. Rồi dò đi, đầu, cài đầu, trước ra sao. Rồi cài hai măng tay xuống. Đầu trước ra sao, hai măng tay xuống, đó. Rồi dò đi, người ta dò trước bụng nè. Dò đi, người ta đưa qua trước bụng đây, người ta đưa qua trước bụng đây. Rồi dò đi tay ngoài sau lưng, đẩy lên đẩy xuống ngoài sau lưng, hai bên lượt đẩy lên đẩy xuống đây nè, đây nè, đây nè, đẩy lên đẩy xuống sau lưng lượt. Rồi dò đi đẩy bên hai cái má với lườn dưới này nè, dò đây nè, đây đúng rồi, dò lườn hai má này. Rồi dò đi xoay vòng trước ngực này nè, xoay vòng trước ngực. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ thôi, thoải mái thôi. Gọt đầu tới chân, dở chân lên, bóp từ trên bóp xuống, bóp dài từ cái bắp đùi á, bóp dài xuống dưới, bóp hai ba lần gì đó, rồi đổi chân bên kia. Rồi quay cái lòng bàn chân lên, bóp đều lòng bàn chân. Bóp các ngón chân, bóp trên đầu các ngón chân, bóp đều lòng bàn chân. Và đồng thời bấm vào nguyệt võng tiền. Bấm nguyệt võng tiền là đây. Nguyệt võng tiền là đây nè. Cái nguyệt võng tiền là cái chân kẻ giữa hai cái ngón chân á. Bấm đây nguyệt võng tiền, bấm đau lắm á. Bấm đây cả chừng gần phút á. Bấm vòng xe xe đây. Rồi xong qua bên kia. Hả? Bấm chân nào trước cũng được, cũng bấm vậy. Rồi bấm vào nguyệt võng tiền. Để dạy cho, chỉ cho quý vị sáu cái nguyệt. Đó là nguyệt bách hội, nguyệt võng tiền, nguyệt chiên chung, nguyệt hợp cốc, rồi là nguyệt lao cung và nguyệt đăng điền. Chúng ta có sáu nguyệt. Quý vị chỉ cần sáng với tối, quý vị bấm vào các cái nguyệt đạo đó thôi. Quý vị bấm xe cái chừng dưới một phút một cái nguyệt, thì là tất cả kinh lạc mạch gì nó đều hết. Đừng có làm biến nha. Cái này để hỗ trợ cho thiền nè. Đó là xong đó. Gợn đầu mình coi chân ra, coi chân vô, coi nó hết mỏi và hết tê chưa. Hết tê mới đứng lên đi, không hết tê chúng ta bóp lại một số cái chỗ nào còn tê á. Có những vị cao thủ lắm, ngồi không có tê chứ, không có bóp gì. Mấy vị tức là mấy cái gì đó dữ lắm, ngồi bình thường đó, ngồi xong chút xíu là bóp bóp hơi hai ba cái là xuống. Nó đâu có bị gì đâu, tại mình ngồi đau quá. Quý vị sáng chiều nhớ là sáng chiều chúng ta bấm sáu cái huyệt đạo, sáu huyệt đạo hỗ trợ sức khỏe, khỏe thiền. Sáu huyệt đạo thứ nhất là nguyệt bách hội. Nguyệt bách hội, nguyệt bách hội nằm trên đỉnh đầu á, chút xíu chỉ cho quý vị, đỉnh đầu. Thứ hai là nguyệt võng tiền hoặc là dũng tiền, võng tuyền, dũng tiền, dũng đi, dũng tiền, dũng tuyền là dưới lòng bàn chân, lòng bàn chân. Cái thứ ba nữa là nguyệt lao cung, huyệt lao cung là lòng bàn tay. Thứ tư là nguyệt hợp cốc, nguyệt hợp cốc, hợp cốc là trên
trên mu bàn tay. Thứ năm là huyệt chiên chung. Huyệt chiên chiên chung, chiên chung, chắc chiên chung. Giỏi có chỗ để chiên chung mà mới chiên coi lại. Chiên chung, chiên chung, phải chiên chung mà bắt cẩm. Chung phải không? Chung hay là biết nghiệp này không? Chung hay là chung. Rồi, sáu nữa là huyệt đan điền. Còn huyệt nữa gọi là huyệt mệnh môn, bảy huyệt mệnh môn. Huyệt mệnh môn. Đi tiểu nhiều rồi bấm vô đây hết tiểu nhiều nè. Huyệt mệnh môn. Rồi bây giờ từng cái một này nha. Bấm là gì? Là bấm vô cái ngón cái bấm vào xe theo chiều kim đồng hồ. Ví dụ mình bấm vô đây. Bấm vô đây cái xe theo chiều kim đồng hồ, bấm đây là ngón cái bấm vô mình xe. Xe vòng 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 đây nè. Có những huyệt bấm xe, có những huyệt á là dò luôn và dỗ. Huyệt đan điền với chiên chung á là dỗ vào nằm. Bảy cái huyệt này thì hai cái huyệt phải nằm giải. Đó là huyệt chiên chung và huyệt đan điền. Huyệt chiên chung á, bây giờ ví dụ cần cổ mình đây, cái tay mình đây nè, thằng đây đây nè, cái ngực mình đây, ngực mình đây, cái chấn thỉ nó chỗ này nè, đã đây đây huyệt chiên chung nè, huyệt chiên chung nè, nằm đây, đây nè, đây nè, đây nè, cái chấn thỉ mình đó, huyệt chiên chung nằm đây nè, cái người xác định cái huyệt chiên chung nó nằm trên đây, là trên ngực mình nè, do đó mình vỗ đây nè, vỗ là khoảng 36 cái, người ta kêu thôi mình vỗ mười mấy cái cũng được nữa, vỗ đây nè, hoặc là mình dò đây, dò xe nó, xe đây nè. Nguyệt chiên chung, nguyệt này ghê gớm lắm nha. Nó giải luôn cả khu vực này nè. Nguyệt chiên chung mà nằm nha. Lúc nằm á, mình nằm á ngửa lên giải đây. Còn nguyệt đan điền là nguyệt chiên chung nha. Còn nguyệt đan điền, đan điền á là mình đây. Quý vị thấy cái rúng mình không? Rúng mình đây. Mình để bốn cái ngón tay gọi là bốn thốn á. Bốn ngón tay đây, ngón tay mình đây, ngón tay đây, ngón tay đây, ngón tay đây, ngón tay đây, thì cái huyệt đan điền nằm chỗ này. Huyệt đan điền, nhớ là cái rúng, rồi để bốn cái ngón tay đây, rồi bốn thốn xuống huyệt đan điền đây. Mình nằm mình mới dò, mình dò xe huyệt đan điền đây nè, so cùng chiều đồng hồ 36 lần, hoặc là dỗ dỗ bẹp 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 36 cái nhẹ 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 nó. Hai cách, hai huyệt này, một là so, hai là dỗ bẹp 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 bẹp. Chọn cái đạo được, chọn cái đây gọi là huyệt đan điền. Có hiểu không? Huyệt đan điền đây là ở ngoài trước cái bụng mình, cái này là rún nè. Cái này là rún. Thì đây là bốn cái ngón tay gọi là bốn thốn nè, bốn thốn đặt lên là bốn thốn nè, thì nằm phía dưới này ở huyệt đan điền. Nên cái người nào mà bị bí tiểu á, ta lấy cái miếng chanh mình đó, rồi mà vôi á, vô ăn chầu á, mình chà lên trên miếng chanh xíu, mình vuốt từ huyệt đan điền này vuốt ra phía trước, vuốt cùng vuốt một chiều thôi nha, việc vuốt trên xuống từ huyệt đan điền vuốt ra phía trước, vuốt 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 chút xíu thì tiểu được. Đó là cấp cứu tiểu đấy, bí tiểu á. Cái đó gọi là những người mà bí tiểu. Nhớ miếng chanh, cắt miếng chanh, rồi vôi ăn chầu á, để lên miếng, rồi vuốt này, vuốt nhẹ nhẹ từ cái huyệt đan điền nè, vuốt dài xuống, vuốt một chiều, không có vuốt ngược lại, vuốt chiều chiều chiều, vuốt hồi đi tiểu được. Nếu cái người này đi tiểu hoài không cầm xón, nói chung là cái đường tiểu này nè, cái mệnh môn nó lạnh á, nên á là nó xón. Hoặc giả là nó đi tiểu hoài không cầm được, nhí hoài vậy đó, thì người ta cứu bằng ngải cứu. Cứu ở đâu? Cứu ở chân lỗ rúng nè.
Cái đây là lỗ rúng nè, đây là rúng. Việc này thì thiệt huyết đó nhỉ. Rúng này lấy muối bọt á, đổ vô rúng. Muối bọt nghe, đổ cho đầy cái lỗ rúng. Muối bọt. À, đổ đầy lỗ rúng. Lấy cái miếng gừng, cắt cái gừng ba ly. Gừng á, gừng ba ly, đặt ở đây. Đây cái miếng gừng nè, khoảng ba ly, ba gem. Đặt đây, đây gừng. Rồi á, lấy thuốc cú á, mịn đây nè, bó là thành cục. Cục thuốc cú á, bó là như đứa thuốc cắt khúc. Mình mới để lên miếng gừng này nè. Đốt. Nếu đốt mà nó hơi nóng á, ta kẹp cái cây kẹp, lấy đồ kẹp, ta kéo qua kéo lại, dích qua dích lại, tí 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 tí. Ngồi á, người này nóng lên, nóng cái huyệt đó lên đó, là người ta sẽ đi tiểu lại bình thường. Đó gọi là cú. Hiểu không? Cú, châm cú. Cú là dùng ngải cú. Ngải cú là ngải diệp, phải không? Đó, mình phơi khô, gọi là mình bẻ ra, mịn ra, rồi mình quấn lại như cái điếu thuốc cắt khúc. Rồi mình để ở đây nè, mình đốt cái đầu đó cho nó cháy, cháy xuống. Mà dưới này có miếng gừng, ở dưới miếng gừng có muối vậy á. Để lên trên miếng gừng đây nè, đây nè, đây là dưới gúng nè, cái này lỗ gúng nè, rồi muối đây nè. Rồi miếng gừng dày ba gem nè, rồi miếng thuốc cú trên này đốt, đốt miếng thuốc cú, đốt nè, cú nè, à, ngải cú. Ngải cú đốt. Nếu mà nó hơi nóng á, mình lấy cái miếng gừng, lấy cây kẹp miếng gừng kéo tới kéo lui xíu cho nó đỡ nóng. Người ta nóng người ta la. À, thì kéo đi, còn không nóng để cho nó ấm ấm từ 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 lên. Cái này là bệnh tiểu nhiều tiểu xoắn. Nhiều xoắn ha, xoắn tiểu nhiều. Đó, nó ngừng lại. Hả? Đúng rồi, đắng luôn. À, chút rồi đâu mình nằm ấp quay lại nó văng ra hết. Nha, rồi lấy đồ chùi thôi, đừng có móc nha, móc nó đau bụng. Lấy khăn gì đó mình chùi thôi, chứ đừng có móc cái tay, móc nó đau bụng. Đừng cái lỗ rúng đừng có móc vô. Thấy nó dơ gì dơ đừng móc, móc nó đau bụng. Mình chỉ lấy khăn mình chùi mình tắm thôi, chứ đừng có móc thẳng vô lỗ rúng móc nó đau bụng. Tại vì cái lỗ rúng á, cái nguyệt đó chính là cái dây rúng, là dây nuôi thân mạng của mình á. Ở bụng mẹ đó, chính cái đường dây đó nuôi mình đâu có thở. Mẹ nuôi thân mạng của mình bằng cái đường dây rúng đó, đó. Người ta nghiên cứu cái này á, cái đường dây rúng này nó chạy lên qua thằng thận. Nó có liên quan tới thằng thận. Mà thằng thận á, nó cái mệnh môn nó lạnh là trên. Thằng thận có cái mệnh môn nó lạnh, nó sanh ra đó đó. Bây giờ mình chỉ cần ấy lại mệnh môn với thằng thận là nó sẽ good, gọi là nó hoạt động tốt rồi lại. Đã nghiên cứu ra gì đó. Đâu phải làm mình dò thành điếu thuốc rồi mình cắt khúc thôi, rồi mình đốt lên, đốt lên cho nó cháy mới để lên. Để cái đầu cháy lên trên, cái đầu không ở dưới, nó cháy từ 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 xuống, nó nóng. Hả? Nó cháy hết thôi, khúc nó cháy hết thôi. Thì ngày á, ngày làm hai lần. Ngày làm hai lần, sáng chiều. Khúc đây nè, hả? Đặt lên trên miếng gừng. Nó nóng thì kéo gừng qua lại, lấy cái nhíp á, kéo qua lại cho người ta đừng nóng hung. Kéo qua lại. Rồi là cú đó, ngày xưa người ta gọi là, đó là cú á. Châm cú, châm là châm vô, à, cú là kiểu này nè. Dạ, dân dân. Rồi bây giờ á, các huyệt khác nha. Cái huyệt này á là huyệt đan điền. Nha, huyệt đan điền với huyệt dương chung chúng ta biết rồi. Bây giờ huyệt bách hội. Huyệt bách hội là cái đầu của mình nè. Giữa cái đỉnh đầu mình á có huyệt bách hội. Đây nè. Có huyệt bách hội, chúng ta xe này nè, xe bấm vô xe nó. Giữa đỉnh đầu luôn á có huyệt bách hội là bấm lên xe nó. Xe nhẹ vừa thôi. À, nên quý vị cái gì chứ đừng có đốt trên đầu. Đốt trên đầu nó có những cái dây á, nhằm khi nó chạm. Nhằm khi thôi nghe, cái này mình không nói, cái này là khoa học thôi. Để đừng có đốt lên. Hả? Không, hơ là hơ kiểu này. Hơ lỗ mũi hoặc là hơ tai á. Và hơ ngải cứu đầu, dù nhức đầu quá đó, ta hơ là bằng cách này. Lấy cái thuốc cứu á. Rồi bắt đầu mình mới sắc mỏng mình hơi khô. Hơi khô là mình dấn vô thành những cái điếu thuốc vậy đó.
mình kéo mình hút lên, là hút lên cái đầu mình kê nó sát, kê sát đây mình hơ. Không, cái này thì mình gọi là giải huyệt thôi chứ không có giải hơ. Nhưng mà ý cô hỏi hơ á, thì để gần đây người ta nóng quá dở lên, nóng quá dở lên. Hoặc là đây nó sổ mũi thì cũng kiểu đó đó, để sát đây dở lên, sát đây dở lên, hai bên đây nè, hai đây nè, là hết sổ mũi liền, tức khắc hết liền, tức khắc ngã cứu á, hết sổ mũi liền, hỏi mũi hoài đó dị ứng á, hơ đây hơ, nóng quá dở lên, nóng quá dở lên, ghè ghè đây, cái nó hết nóng nó kéo, kéo như hút thuốc vậy, kéo phà ra rồi hơ nữa, à, hơ nữa, rồi cái tay chân mà bị liệt, co chỗ nào quắp, mấy người mà tai biến á, co quắp bên đầu đó thì lấy ngải cứu hơ chỗ đó, dấn điếu bự chút, hơ cái chỗ nào mà nó liệt nó ấy đó, chỗ nào đau á liệt đó, ta kéo dài dài hơ nhẹ nhẹ, hút lên hơ, hút lên hơ, hút lên hơ đó, là nhẹ liền tại chỗ là ga vô liệt liền. Cây cứu nén lại cũng được, mình mua nếu nó có bán, là nó làm sẵn rồi đó. Đúng rồi, nó làm sẵn đó, đúng rồi, nó làm sẵn á. Được. Cái đó là nó, là cũng nó đó, còn không có thì mình tự làm. Hiểu không? Đây là nguyệt bách hội, nguyệt này là bách hội đầu mình nè. À, nguyệt này là huyệt bách hội. Cái đầu mình đó, chân mày nè, đó lỗ mũi nè, cái miệng nè, nó giống ai không? À, đi đây thì đỉnh đầu mình là nguyệt bách hội, huyệt bách hội. Nên chúng ta để tay nào ta xe đây nè, xe nguyệt bách hội. Rồi dưới cái lòng bàn chân là nguyệt dũng tiên, đây, thầy đưa đi lên đây đi, đưa làm sao mà thấy cái lòng bàn chân quay ngang, quay ngang, quay ngang, quay ngang, quay phía bên kia bên đây gì không biết? Lòng bàn chân đây nè. Cái kẻ này nè, đi xuống đây là đây là huyệt giống tiện đây nè. Không phải giữa lòng chân này mà giữa chỗ này nè. Những người nào già lớn tuổi á, tối á chỉ cần bấm huyệt giống tiện này, bấm xe, bấm mạnh xe, bấm ngón cái nghe, bấm quá nè xe. À, bấm đây xe. Đau lắm á, rồi lấy dầu nóng á, quẹt đi nè. Dầu nóng quẹt cho huyệt giống tiện xuống nè. Rồi lấy vớ đeo vô thì cái người đó không có bị bệnh tầm bậy tầm bạ, mà thông kinh lạc trong mình đó là nguyệt, đây là nguyệt dũng tiền, quy dũng tiền dưới lòng bàn chân, nguyệt dũng tiền, dũng như vậy á, dưới lòng bàn chân này, ví dụ như ngón cái nè ha, à, không biết cái này đẹp không nữa, đó lòng bàn chân đó thì nó nằm chỗ này nè, à, huyệt dũng tiền, à, bấm vô đây. Bấm vô đây xe, bấm mạnh đây xe đau lắm á. Nên là bấm vô đây xe xong rồi lấy dầu sức vô một cái đi ngủ là ngon lành. Lấy dầu kéo đường thôi, chân chỗ đó thôi, đi ngủ. Nguyệt hợp cốc. Đây tay đâu? Nguyệt hợp cốc, ngón cái với ngón chỉ cái chân đây nè. Nguyệt hợp cốc nè. Giữa ngón cái ngón chỉ xích lên đây chút xíu nè, đây là nguyệt hợp cốc. Thầy bấm đi. Ờ đó, bấm vô xe nhẹ nó, à nguyệt hợp cốc. Đau lắm á, bấm thử đi, hai bên nha. Bấm hai bên, đó là hợp cốc. Bách hội rồi, giống tiền rồi, lao cung rồi. Chưa nguyệt lao cung. Lao cung là giữa lòng bàn tay, thầy giơ lòng bàn tay ra như chưởng đi. Giáng lâm thập bát chưởng đi. À, tay kia, tay mặt rồi. Thì nè, đây xuống đây, cái chân cái giữa này nè, thấy không? Bốn ngón nè, thì cái chân cái giữa nè, xuống đây, cái chân đây nè. Là huyệt lao cung. Lao cung chân đây xuống đây chút xíu, chứ không phải giữa lòng này đâu nha, mà trên đây nè, nó nằm chỗ này nè. Đây xuống đây nè, đây là huyệt lao cung. Xe nó, à xe huyệt lao cung, à, đau lắm á. Tự mình làm thôi, mình mới tiết chế nó được, người ta làm mình la làng. À, đó là huyệt lao cung. Rồi á, nguyệt chiên chung nãy nói rồi, chân giữa này nãy nói rồi. À, nguyệt đan điền phía dưới nó rồi, nguyệt mệnh môn. Mệnh môn quay lại sau lưng. Rồi cội đây đi chứ lấy cái lưng ổng lên, nhằm khi lưng xấu quắc làm sao. Ở đây nè, ở dưới ngang cái thắt lưng nè, lên trên chút xíu, lên trên thắt lưng xíu. Mình đè vô đâu chân cột xương sống đó đau là đó là nguyệt mệnh môn đó. Đâu đè thử đi, nó có một chỗ đau, đè lên đè xuống. Ngang cái thắt lưng mình xích lên chút xíu, đè lần lên. Chỗ nào đau đó là nguyệt mệnh môn. Dò đi, thử đi có chỗ đau, phát hiện ra chưa? Đó có chỗ đau, xe chỗ đau đó là xe nguyệt mệnh môn. Nguyệt mệnh môn này
là nó sẽ chỉ huy cho cái thận và cái đường tiết niệu đi tiểu rồi đó, cho nó thông ngoài lại, mở nắp đóng nắp rồi cho ngon lành ngoài lại đó, huyệt mệnh môn. Dò đi, dò thử đi, trên đường xương sống mình sao, ngang thắt lưng của mình nó xích lên chút xíu, mình dò từ từ, dò từ từ, đè vô, đè vô, đè vô chỗ nào đau thì bữa sau không biết cái chỗ đó, mình để đè chỗ đó thôi. Cái đó gọi là dò huyệt á. Có không? Có không? Chỗ nào đau là nó đó, một chỗ một à, mới đau là mệnh môn. Như vậy thì sáng mình giải nguyệt 7 nguyệt này 1 lần, tối giải 1 lần, có 2 nguyệt phải nằm nha, đó là nguyệt đan điền và nguyệt chiên chung phải nằm. Còn 5 cái nguyệt kia, nhất là bách hội nè, giống tiền nè, hợp cốc nè, lao cung nè và mệnh môn, thì ngồi cũng được, đứng cũng được. Nhưng mà đứng thì không thể giải nguyệt giống tiền được, phải ngồi. Giống tiền lòng bằng chân mà, còn lòng bằng tay nè, mình ngồi đây nè, đó mình giải. Còn các cái bài khác như là diện chẩn, như là khí công thì mấy lần sau chúng ta sẽ học tiếp. Một bữa thì chỉ ít cho quý vị thôi. Có phải không? Có dò ra chưa? Đối diện đúng à, kinh nghiệm mà gì cũng được đi. Đối diện biết đường đâu, đối diện cái đúng thì cứ dò đi, chứ ai biết đâu đối diện cái đúng. Lấy tay mình chỉa cái đúng vô, cái lòi ra ngoài sau chỗ nào là cho cái đó. Thì kinh nghiệm thôi, thấy cái đó đó, đầu mình xe chỗ đó đi. Rồi như vậy là cảm ơn chú Chí Tưởng A Di Đà Phật. Bây giờ nè, quý vị nào có hỏi cái nào không, thầy cho một vài câu hỏi cho chúng ta nghĩ. Sao mà con lại ngồi thiền xong xong nó đã bắt đầu là con bị có một cái tụng kinh nhiều, thế xong là bắt đầu là bị cái gì? Tụng kinh nhiều xong bắt đầu là cái tâm nó không được tỉnh. Thế xong bắt đầu là tự nhiên mà cứ nghe thấy cái tiếng gà gáy, nó cứ ồ ồ gáy suốt. Mà con ngồi tụng kinh con đã không chế ngự được tâm, mà cứ thấy nó nghe nó gáy ầm ầm mấy thế này này. Thế xong nó con bảo là cho mày gáy suốt đời mày đi, tao không quan tâm, nhưng mà vẫn tai vẫn nghe. Thế xong đến lúc nó chuyển sang nó không gáy nữa thì coi như lại chuyển sang nó o o trong cái tai. Nó không chịu được. Mà cái tâm thì nó hành, nó làm khổ lắm. Nghiệp đó. Gà nó gáy ha, chắc cắt cổ gà dữ lắm nè, nó nhè lỗ tai nó gáy miết ha. Thấy không? Nên đó, cái đó đó mình nói là đây không phải là ta, đây không phải của ta, đây không phải tự ngã của ta. Gáy gáy tù tù. Nhưng mà trừ những trường hợp bị bệnh cái tai nha. Bệnh tai mà nó o o ù ù cái lỗ tai đó, là một là viêm tai giữa, hai là thận âm yếu nha, mình phải bổ thận. Rồi mình coi đi khám bác sĩ có viêm tai giữa không. Nếu viêm tai giữa nó cũng bị u u o o gà gáy cái đó đó, nên ta trị điều trị. Còn nếu không nữa thì mình coi cái thận, mình lấy mấy ăn mấy cái đồ bổ thận vô. Có gì uống trà bồ công anh nào vô cho nó lọc bớt các chất độc ra, rồi đừng ăn đồ ủ, ăn mắm rồi đó, đừng có ăn nhiều cho nó bớt cái thận lọc xuống. Rồi vào buổi sáng chưa ăn gì, uống ly này chừng 4 ly nước là nè, uống ly đi vòng vòng, uống ly đi vòng vòng, uống ly đi vòng vòng, xe trước cái bụng cái lỗ rúng theo chiều kim đồng hồ, xe nhẹ 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 dò trước lỗ rúng á, rồi 4 ly gì đó, rồi hả ăn sáng 30 phút sau mới ăn sáng, thì nó giúp cho cái gan thận mà nó lọc tốt, có nó bớt hay không. Cái đó là bệnh trong thân á. Còn nghiệp quan gia trái chủ á, thì lúc đó chúng ta hãy nói ta tu được bao nhiêu phước báo công đức hồi hướng hết cho quan gia trái chủ. Đây không phải là tôi, đây cái nghe ào ò này không phải là tôi, đây không phải là của tôi, đây không phải tự ngã của tôi. Cứ lặp đi lặp lại, nhắc tới nhắc lui, gài hoài ghiết nó xả ra. Còn một lần nữa thì con ngồi thiền xong bắt đầu con quán về tâm ấy, thì tự nhiên ở trong tâm nó ứa ra một cái chất gọi là thương lắm, tình thương nó bao la luôn. Từ bi rồi đó, ngon rồi, Bồ Tát rồi. Nó thương, cái tình thương nó bao la mà nó không thể, không tốt, thể tốt, cái tình thương là tốt và đừng có ghét. Quán tao hận mày, tao giết mày rồi đó thì cái đó cắt, chứ còn quán thương bao la cho nó bao la luôn đó là tốt. Dạ, nhưng mà lần sau con thì cố tình quán nhưng nó không đếm nữa. Nghĩa là có sanh có diệt, tôi quán lại từ đầu.
nên tu á, vào được tầng thiền nào, định được cái gì, hỷ được cái gì, đừng có khoe khoang nó mất là lại không có được. Hiểu không? Ví dụ nói là trời ơi, tôi có lòng từ bi thương yêu chúng sanh, tôi gặp gì đó, đầu gặp ai cũng khoe, qua bữa sau mất tiêu. Con không có khoe với ai cả, chỉ có nói nghe cô. À, không khoe ai, chỉ có nói không mà, không có khoe. Tội nghiệp ghê không, nói cái nó đứt thần thông rồi đó. Ờ thế, bữa sau á, có cái gì đừng có nói, nín thinh đi, có gì nói với thầy được nè, là ông thầy là ông dạy trực tiếp cho mình thì không sao, còn ngang hàng ngang cơ nói mang tính khoe là đứt hết. Không, không ác ma ai. Con không có khoe với ai cả. Ác ma nó thấy nó lụm hết. Ác ma xung quanh mình tu mà mình khoe là nó biết, là nó lụm hết. À. Thế đấy. Ơi cảm ơn cho chồng pháo tay. Có ai nữa không à? Ai hỏi? Ai hỏi gì không? Rồi cánh tay phía dưới kìa, chí Quang chạy chỗ đi, chí Quang xuống dưới. Đáng lẽ hỏi mới có quà đó. À, đâu rồi à, ban hành đường liên hệ với ở bên trong hay có quà gì không? Ai hỏi tặng quà. Alo. Thưa thầy, con ngồi thiền á, thì được khoảng chừng 30 phút thì cái chân nó rất là tê. Thì mình cũng quán niệm cái là tôi biết chân đau, dạ, quán cái thân đó thì mình cũng phát quan. Nhưng mà một hồi cái mình hay giật mình lại là cũng là cái chân tê, thường thường ngồi tỉnh lại là khoảng 45 phút rồi, không thể ngồi hơn được. Dạ, xin thầy... A Di Đà Phật, dạ. Theo kinh nghiệm á, của quý vị đi trước và kinh nghiệm của bản thân thầy, dạ, thì mình ngồi tê đó, thứ nhất là ngồi sai cái thế, tư thế. À, ngồi sai tư thế mình sẽ sửa lại. Để đi có khi nào đó lần sau đi có ai ngồi đó mà tê hay gì đó, họp lại một khu đi. Rồi có cái thời gian thầy kêu ngồi, thầy thấy thầy biết ngồi chỗ nào sai à. Nó sai nó mới bị căng chỗ đó nó tê. Cái thứ hai nữa không sai mà nó tê là cơ thể mình nghiệp nó chống đó, nó đang chống đó. Nên lúc đó đừng có quán đau gì cả, mà hãy buông nó ra khỏi mình, chấp nhận. Không quán gì cả, chấp nhận đau, chứ không phải chống đau. Mình đang chống đau đó, đang chống đau, đau nó hành hạ, chấp nhận đau thương, đau đi, tự nhiên nó hết. Ví dụ như mình ngồi nè, tự nhiên á, con dĩ bỏ mặt nó ngứa, ban đầu mình chống, mình gồng, mình nhắc mặt này nọ cho nó qua, phải không? Đừng, buông cái mặt xuống đi, kệ nó, mày muốn bỏ đâu mày bò đi, là hết liền tại chỗ đó luôn á. Ông tin làm thử đi. Đau chỗ nào buông chỗ đó nó hết đau. Buông nghĩa là gì? Mày đau đi, tao không chống gì hết. Này á, là của vũ trụ, của ngũ quẩn chứ không phải của tao. Nên mày muốn bò chỗ nào bò, mày muốn đau chỗ nào mày đau đi, buông. Thử đi, tác ý làm thử đi, có phải vậy không? Chút xíu là nó qua khác à. Cảm thọ thôi. Nam Mô Di Đà Phật, con bạch thầy. Con muốn hỏi thầy là con tu bên tịnh độ niệm Phật, nhưng mà con ngồi thiền có pháp thơm như thế nào để nó phù hợp? Tu tịnh độ, dạ. Mà ngồi thiền, dạ. Thì tu tịnh độ chánh chi kiến mau giảng sanh lắm. Tại tu tịnh độ á, đừng sợ mau sanh phải là chết, mà mau đắc cái giảng sanh. Đắc cái giảng sanh có nghĩa là mau nhất tâm bất loạn á. Tại vì á, tịnh độ là chúng ta sanh về quốc độ thanh tịnh. Quốc độ thanh tịnh á, cái thanh tịnh cao lên là cõi trời, từ sắc vô sắc tới cõi Phật. Thì các cõi đó không phải là niết bàn, mà nơi đó là đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là về nơi đó tu tiếp. Nên bây giờ chúng ta hãy tu từ đây cho đến khi chết, rồi tờ về đó tu tiếp. Chứ đừng có bao giờ đây tới chết mà không tu, về đó tu tiếp thì người đó bị sai tu tịnh độ. Tu tịnh độ là gì? Tâm thanh tịnh thì được Đức Phật rước về cảnh giới Tây Phương với cái lời hứa của Đức Phật. Do đó mà tâm của mình là cái gì? Tâm mình là thọ, là tưởng, là hành, là thức nè. Không thanh tịnh là gì? Là có tham, có sân nè. Nên bây giờ chúng ta ngồi để lắng tâm xuống mà một lòng cầu nguyện giảng sanh, thì người đó giảng sanh chắc chắn luôn á. Chánh chi kiến thì người nào cũng giảng sanh hết á. Tại chánh chi kiến sẽ đi đến tâm bất loạn. Bất loạn tâm thiền định đó. Không tham, không sân, bất loạn rồi. Tao thử coi quý vị á, là chánh niệm tỉnh giác niệm Phật coi. Tâm thời gian không tham không sân à, và mình quán xét vô thường khổ vô ngã, nên mình xả bỏ từ bỏ thế gian, thì người đó giảng sanh thấy chắc luôn tâm thanh tịnh.
Cái đường đường làm thánh mà. Còn giảng sanh chưa làm thánh, có nghĩa là dưới cấp độ làm thánh một cấp mà làm sao mà không giảng được. Quý vị hiểu không? Giảng sanh là dưới cấp độ thánh một cấp, mà mình tu có đường này là đường thánh, nên người đó chắc chắn giảng sanh, tại nó còn dưới cấp độ của thánh này một cấp mà. Quý vị hiểu không? À, Di Đà Phật, dạ con hỏi thầy là khi con ngồi thiền đó là con không hiểu cái nguyên lý sao phải để cái lưỡi lên trên cái núi, có khi con bị rớt xuống. Đâu có để lên núi, cái lưỡi để bình thường đi trên cái chân răng phía trên thôi, chứ không có để lên cái núi luôn. Tức là dẫn cái lưỡi không có cong lên trên mà đẩy nhẹ thôi. Giống hệt như á, nói thế này, cái cơ thể mình có những cái luồng điện mà nó chạy. Trong tiên đạo thì ta nói mạch nham, mạch mạch cốc á, nham với cốc, mạch nham cốc nó vận chuyển nó chạy. Còn ở trong cái trường sinh học thì ta nói luân xa nó chạy. Còn ở trong mình á, thiền thì mình nói là kinh mạch nó chạy. Như vậy nó chạy để gì? Nó đã thông kinh mạch thôi, không có gì hết, dễ thân của mình thôi. Đóng như đóng cầu giao điện lại thì nó chập lại cái nó đã thông kinh mạch mình thì thôi, ý nghĩa gì thôi à, cho đã thông kinh mạch. Dạ thưa thầy, nhưng mà nhiều khi cảm thấy nó đầy trên miệng, cái mình thấy rớt cái lưỡi xuống rồi. Không, cái lưỡi đâu có để lên đâu mà rớt, để bình thường thôi à. Cái lưỡi bình thường thôi à, nếu mình co lưỡi lên là mình bị sai đó. Cứ để bình thường, đẩy nó nhẹ lại tới cái đó thôi à, là bình thường à, không có co một chút nào hết trơn á. Là để bình thường đó, để bình thường là đụng ở trên đó. Để bình thường là đụng cái răng trên mình phải không? Rồi tới cái nú răng phải không? Vậy thì giữa răng trên với nú răng để cái lưỡi chân đó là nó bình thường đó. Đâu mình ngậm miệng lên để chân đó là bình thường cái lưỡi mình đó. Thật ra để cái lưỡi bình thường đụng vô thôi chứ không có co vậy. Rồi cô ý cô co lên cái nút giọng phía trên là sai rồi. Không có co, không có gì, chân để bình thường là nó vậy đó. Đâu để lại đi, ngậm miệng lại, đẩy lưỡi chỗ đó là để bình thường đó. Mô Phật bạch thầy, nếu ngồi thiền mà con vô chùa con ngồi đó thì nó rất là bình an. Nhưng mà ở nhà sao con ngồi không có được, ngồi nó cứ như là nó có những cái tiếng động xung quanh, nó làm cho con sợ hãi và nó làm cho cái gì nó biểu buông ra đi, không ngồi nữa. Thành ra con sợ, con không dám ngồi. Do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Cái đó là chúng ta chấp vào thân nhiều quá, chấp vào tâm nhiều quá, nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hoảng sợ. Dục chừng nào hoảng sợ chừng đó. Thấy mấy ông mà trốn vợ mà đi đây đi đó không, sợ lấp thấp thỏm thấp thỏm. Nhất là cái đó là chúng ta không có an tịnh được cái thân của mình. Nên đó mình tập là kệ đi, chết đi cũng thành ma, ma là người không có thân thôi. Gì đó là đâu sợ. Mình ta quán từ bi thương yêu tất cả chúng sanh đi, mình ngồi hồi hướng cho họ. Nhưng ngồi nhầm khi cái tưởng của mình á, tưởng xung quanh có ma. Không ngồi mình, tại vô chùa ngồi sao mà an tịnh, là xung quanh có nhiều mình an tịnh, không có sợ ma. Ngồi nhà mình thấy nguyên cái lỗ trống đó chắc ma nó ngồi quá à. Tưởng mạnh quá đó, quý vị thấy không? Tưởng mạnh quá, có nhiều người tưởng độc lắm. Đó, không dám đi toilet luôn. Đi lại mà trồng trọ khách sạn ngủ dám đi toilet luôn. Tưởng tượng có con ma đang ngồi bồn cầu, cứ tưởng vậy không à. Mà tại vì mình nghe câu chuyện trước đó người ta đang kể gì con ma ngồi bồn cầu, ngồi xuống tự nhiên cái tay ở dưới nó thò lên, rồi mình cứ dính đó luôn à. Đi chỗ nào cũng có mình là vậy đó. Bắt đầu bắt ông chồng ngồi ngoài trước canh, quý vị đừng cho nó thò lên. Có ông chồng điện ma nó không thò. Cái đó cái gì thò, quý vị biết không? Cái tưởng mình thò đó. Tưởng ra thôi, là liên tưởng ảo tưởng, chứ nó không phải là như vậy. Nên đó mình đã dẹp cái tưởng mình đi, là mình là sống tưởng không, mà tưởng này tưởng kia nó có đâu. Đợi ông chồng về 3 giờ chiều ông về, thường thường là 3 giờ ông về, 3 giờ ông về, đâu tưởng tầm bậy nha. Tưởng ông đi cô này, tưởng đi cô kia, tưởng quẹt xe, tưởng gì tùm lum, tưởng cho về tối. Cuối cùng ông về có là sao đâu. Ông đi bận việc ông trễ, mình về cái tưởng cái trăm thứ. Mày hiểu không? Đó là tưởng đó, thì đằng này cũng vậy. Tưởng xung quanh có con ma, ma đâu mà ma. Tưởng mình con ma trong đầu mình hết chứ ma đâu ra. Dần dần. A Di Đà Phật. Dạ thầy cho con hỏi hai chuyện thầy. Dạ, chuyện thứ nhất là nhà con có phòng thờ, nhưng mà mỗi lần con đốt nhang lên rồi ngồi thiền trên phòng thờ thì khói quá. Hồi con bị khô cổ họng. Dạ thì có thể là mình đốt nhang, mình đọc kinh lạy Phật xong rồi mình xuống cái phòng ngủ của mình mà ở cách xa cái giường mình ngồi thiền được không thầy?
nó bị cái khói nhang. Ngồi thiền ngồi chỗ nào cũng được, còn trị cái khói nhang á thì mua cái nhang không khói, thắp một cây thôi, ai biết cấp thắp nguyên đống nhang chi, đống biết bao nhiêu cây chi mà cho khói, hoặc cái nhang có khói. Có bàn thờ của quyền nữa thầy. Thì dần dần, thì nếu khói quá thì phương tiện mình dời xa ra, xuống phòng ngồi, ngồi chỗ nào cũng được chứ, thoáng mát là được. Ngồi thiền là cái tâm mình chứ đâu phải bắt phải ngồi chỗ bàn thờ mới đắc đạo. Vì ngày xưa Đức Phật ngồi gốc cây không đó, làm sao có bàn thờ nào đâu. Ngồi là để vận chuyển tâm của mình đúng cách ngồi thôi, đúng cách hành thôi là được. Vì ngồi chỗ nào cũng được, dưới phòng mình ngủ cũng được, nó không sao cả. Cái thứ hai thầy cho con hỏi là sạn thận 4-5 phân đó thầy, thì mình uống cái gì để cho nó mau nhất thầy? 4-5 phân hả? Dạ. Chà, 4-5 phân hả? Cái này 4-5 ly. 4-5 ly. Bởi vậy nếu 4-5 phân bằng trái chanh nè, cái này giữ phải bắn laser. 4-5 ly có nhiều bài thuốc uống lắm, nhưng mà theo kinh nghiệm á, có người á thì người ta uống cái cây nổ gai á, cây nổ gai là cây nổ á, rồi giặt ra có lá có nhánh hết trơn á, lấy nấm nè rồi sắc nước uống tối ngày, uống từ từ thôi. Nhưng mà cây nổ gai nó uống nhiều bị đau bao tử, do đó người ta thấy kinh nghiệm á thì người ta dùng 6 hạt lười ươi ngâm, có thể với hột é hoặc là hột chia, uống nguyên ngày 6 hột ngâm thay nước uống, như vậy thì khoảng chừng nửa tháng một tháng nó cũng tan. Ngâm ra uống lại đun vỏ sao nở ra được uống. Ngâm 2 lần, lần bể vỏ, lần ngâm nó ra. Rồi phía dưới. Con mỗi lần con ngồi thiền hay là con ngồi mà đọc kinh hay là gì, nó không có đau lưng mà nó cứ ra nguyên cái thần ở trên phổi à thầy. Mà con đi thì nói là con bị loãng xương mà cho uống canxi hoài rồi con không dám uống, rồi con phải uống cái gì hả thầy? Nếu thật sự là loãng xương á, nhưng mà thường hay ở trên cái chấn thủy ở phía trên cái phần lưng này nè thầy. Trên phần lưng chấn thủy đó thường thường á là do bị phong gió nhập lâu ngày đó, mình cạo đó ra thử coi sao. Còn nếu mà loãng xương á thì có nhiều bài thuốc uống lắm. Bài thứ nhất là gạo lứt huyết rồng 1 kg, do sạch để ráo, rang lên nổ vài hột lụp bụp nhắc xuống, để vô keo cho nguội. Một ngày lấy 2 muỗng canh đầy, nấu 1 bình thủy nước, có thể áp cũng được, có thể nấu cũng được, riêu riêu cũng được. Rồi uống nguyên ngày là 2 muỗng canh đầy, uống gì từ từ nó hết loãng xương. Bài thứ hai là 600 g củ hành tím, rồi lột vỏ rửa sạch, sắc nhỏ, sắc mỏng ra, ngâm với rượu van đỏ của Đà Lạt á, chai 1 lít, ngâm chừng tuần á, sáng uống nửa ly nhỏ, chiều nửa ly nhỏ, rồi mình ăn luôn cái bữa, ăn 1-2 miếng gì đó, thì từ từ nó sẽ hết bệnh loãng xương. Với thầy cho con hỏi một câu nữa, tại vì con nghe pháp á, lại nói là trong cái bữa ăn nào á là mình cũng phải là cúng Phật, cúng pháp, cúng tăng. Mà như là nhà con ví dụ có mình con là rồi ăn, con nấu ăn 2 ngày rồi con ăn còn qua ngày hôm sau mà con mời như vậy là có tội không thầy? Cũng như là giống như là nó còn thừa của ngày hôm qua rồi con ăn đó, là mình mời thì cúng như vậy có tội không thầy? Theo thầy nghĩ á, mời cúng này là do tâm thôi. Nên á, Đức Phật đi khất thực ngày xưa, người ta ăn cái gì thì người ta cúng cho Đức Phật cái đó, thì cái đó chính là phần ăn của cô có quyền đem cúng Phật, tại vì cô ăn mà, chứ đâu phải cô bỏ cô cúng Phật mới tội. Còn này cô ăn, cô nhường một phần cô cúng Phật thì không sao cả. Tại vì ngày xưa Đức Phật đi khất thực nên ai có cái gì ăn đó, kể cả đồ mặn luôn đó, ta ăn gì ta cúng Phật đó, và Phật thọ dụng đồ đó chúc cho chúng sanh, nên với tâm thành kính là được. Còn nếu chúng ta sợ thì chúng ta có một cái gì mà mới riêng á, chúng ta cầm chén cơm đó, chúng ta lên cúng trước rồi chúng ta cúng cái đó thôi, không cúng cái khác. Không lẽ trong cái bữa ăn không có gì mới chứ, có miếng rau mới để miếng rau lên cúng, cầm miếng rau lên cúng, cái đó là chúng ta sợ đó nha. Còn không sợ thì cúng gì cũng được. Cái đó rồi. Cánh tay phía dưới kìa, cánh tay nữa đi. Em thì cái ngồi thiền á thì là mình coi trên mạng, thế là mình tập thôi. Thì thấy thầy có cái ngày hôm nay tự tập, thì trong cái thời gian trước á, em có tập, thì em thấy như thế này là khi mà em để
cái lưỡi lên trên cái răng á, như thầy giảng trên trên mạng á, thì ngồi chút xíu lát tự nhiên nước miếng nó chảy ra. Xin lỗi mọi người, tôi nói thực tế. Thì em thì có nuốt xuống, và cái có hiện tượng nữa là tự nhiên cảm thấy người mình có con gì nó bò. Dạ. Có hiện tượng nữa là ngồi chút nữa thì thấy làm như có cảm giác là không biết là trời mình 10 giờ 11 giờ là người ta đi về hay sao, cảm giác là có chân bước chân người đi. Rồi có giọng nói rõ ràng. Không phải là trong mơ đâu, nhưng mà có thấy rõ ràng như vậy. Thì chứ nghĩ là mình ở chung cư mà thì chắc có lẽ người ta về. Nhưng mà sau mấy ngày sau không có, thì có ngày lại có. Thì đó là hiện tượng đó. Cái hiện tượng nữa là khi mà ngồi khoảng không biết bao nhiêu tiếng thì thành ra không có canh giờ, nhưng mà có hiện tượng là thấy nó mỏi cơ, mỏi cái chân mình. Cái chân mình rất là mỏi, và khi cái chân mình mỏi á thì mình nói trời ơi mỏi quá là muốn không ngồi nữa. Nhưng mà nói thôi kệ, ráng coi nó mỏi đến đâu. Cái mình cũng có cái gan là thôi kệ nó, coi nó mỏi đến đâu mình cũng ngồi một chút nữa, ngồi nữa cũng thấy mỏi nữa, rồi ngồi nữa thì cũng thấy mỏi nữa, thôi ngồi hết nổi rồi thôi xả thiền rồi thôi. Thì hôm sau thì thấy nó mỏi từ từ. Có bữa bận thì tự nhiên cũng có ngày ngồi ngày không ngồi, rồi tự nhiên nó cảm thấy là nó chán ngồi. Có hiện tượng là chán ngồi. Đó là em xin hỏi thầy là rồi anh Di Đà Phật. Dạ, còn một ý nữa là khi mà em đi ra ngoài đường, có bạn bè nói là đi ra ngoài đường nên niệm chú đại bi, thì em cũng niệm chú đại bi hoặc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cảm thấy là cái tâm nó nhẹ. Nhưng mà khi mà mình cảm thấy mình xui á, hay là có những chuyện không trôi chảy, không suôn sẻ với mình đó, thì mình niệm mà em cảm thấy là em niệm, thì hình như là có nhiều việc mà nó xui xẻo, bây giờ mình đang bực mình hay là công việc mình nó gút mắt mà chưa có mình giải quyết vẫn được, nhưng mà lúc nào cũng có sự cản trở. Mà khi mình niệm nữa còn cái xui khác thì tới nữa, cái bực mình cái khác nữa, cái người khác trong gia đình hoặc là trong công việc của mình, thì em ngưng xong về nhà cũng niệm nữa, cũng ngưng. Rồi khoảng năm sau bạn bè nói cũng xui rồi, cũng vượt qua rồi, thôi niệm nữa lại xui tới tiếp nữa, công việc nó không có thoải mái, mà không mở cái gút đó ra mà lại cái gút khác vô nữa. Thành thử hỏi thầy là có cái niệm mà cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nè, rồi nè cũng niệm chú đại bi rồi nè, cũng niệm Mali Mắt Mê Hâm nè, cũng niệm nè, mà không biết sao nó cũng chưa có hết cái những cái chuyện mà không suôn sẻ mình. A Di Đà Phật. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi chân chồng pháo tay. Cái vụ niệm xui xui này nè, là cái đó mình trùng hợp thôi, chứ niệm Phật bình thường có đâu xui. Không xui, không niệm cũng xui, mà niệm cũng xui à. Tại xui nó đến là do nghiệp của mình, nó đủ duyên thôi. Chứ đừng có đổi thừa câu niệm Phật. Nói vậy không, niệm Phật là chẳng qua mình niệm làm nghĩ, mình tưởng tới Phật thôi, có đâu xui chứ không xui chỗ này. Mình tu tập là để tránh chi kiến, rồi mình là để phát quy được cái tuệ giác của mình thôi. Như vậy thì niệm Phật nó không liên quan tới xui không xui gì đấy chứ nha. Đừng có tâm lý đó, muốn niệm thôi không sao cả. Nhưng mà cái xui cái hên đó là chẳng qua là nghiệp thiện nghiệp ác của mình, nó đủ duyên nó chỗ mà thôi. Dầu cho không niệm nó cũng chỗ đâu, thử không niệm nó cũng y vậy à. Có lúc nó chỗ, lúc nó không niệm cũng lúc chỗ lúc không, thì giống vậy thôi. Như cái thứ hai nữa là ngồi thiền, trong lúc ngồi thiền á thì nó sinh ra nhiều cái triệu chứng của tâm đó, là tâm mà nó phản ứng lại ngồi, ví dụ như ngứa ngứa hoặc là nghe bịch bịch này nọ, thì chúng ta đừng quan tâm tới nó mình đừng quan tâm tới nó, kệ nó đi là nó hết à. Chúng ta hãy coi trong kinh đó là 50 món ma trong ngồi thiền đó, hoặc là cuốn thiền này nè thầy cũng có nhắc, có nói tới đó. Dạ, vậy chúng ta coi đừng để ý tới nó, kệ đi. Dạ, đừng để ý nó. Còn mình ngồi thiền á mà mình chán vân vân, hoặc là ngồi thiền đau đó, thì là mình phải coi lại cách ngồi thiền của mình có đúng chưa. Hỏi những bậc cao nhân, hỏi những bậc là đi trước á, coi mình ngồi vậy là có đúng cái tư thế vật lý chưa. Nếu chưa đúng thì mình chiêm chỗ nào, mình chổi chỗ nào đó cho nó đúng. Còn ngồi thiền á mà chán vân vân, tất nhiên là mình chưa có cái quan hỷ trong lúc ngồi thiền đó.
là mình cố ép vô thiền, chứ không phải là mình thấy thiền là lợi lạc. Nên đó, khi chúng ta ngồi thấy thiền lợi lạc, ta thích ngồi thiền, đợi tới giờ ngồi nữa đó. Nghĩa là chúng ta học đi, ta biết ngồi thiền là cái gì, nó mang tới lợi cái gì, cái gì. Còn đó chúng ta ngồi mà không biết dụng công cái gì và làm cái gì. Nên đó, từ đó sanh ra chán là vậy. Thôi như vậy thì ta kết thúc cái buổi chia sẻ hôm nay. Như vậy thì lần sau chúng ta sẽ học tiếp. Những cái gì đã học quý vị, quý vị cứ thực hành, rồi ôm tới ôm lui, ôm xuôi ôm ngược, rồi thực hành. Cái đó gọi là học pháp, thuộc pháp, thực hành pháp, nhập pháp. Rồi từ từ chúng ta mới thấy. Hỏi một câu hả? Rồi rồi, hỏi một câu đi rồi nghỉ. A Di Đà Phật, con muốn hỏi thầy, con ngồi thiền một lúc á, con hay giật mình, giật bắn mình lên luôn. Ngồi thiền một chút á, giật bắn mình, nó có hai lý do. Một lý do á, là có cái gì động xung quanh mình đó, ví dụ nghe gì rầm mình giật mình. Còn nếu xung quanh mà tĩnh lặng, đó là hôn trầm thị miên ngủ gục đó. Có nghĩa là ngủ gục mình không hay đó, nó giật một cái là mình ngủ đó, mình không hay đó. Tức là mình tính đâu mình không phải là ngủ, nhưng mà nó là ngủ gục đó. Nó là gọi là hôn trầm thị miên, là một trong năm cái chuyện cái đó. Từ từ mình biết chắc chắn nó là ngủ gục. Nên đó mình tỉnh giác lại, tỉnh giác lại, tỉnh giác lại. Nó có gục một cái mình tỉnh giác lại, mở mắt ra đi, mở mắt đại đi, mở mắt đại rồi mình nhắm lại từ từ là nó hết. Mấy thì mấy chứ, hôn trầm thị miên là hôn trầm thị miên. Mình chưa có diệt được nó thì nó sẽ cơ thể mỏi mệt, hoặc là những cái lúc ốm đau nó dễ dàng bị cái đó lắm. Hoặc là lúc mà mình cái nhà mình gặp nhiều chuyện mình phải suy nghĩ, nó vẫn bị đó. Còn lúc nào mà thanh thản thư thới thì nó không bị. Vâng vâng, thúc ở đây chúc cho quý vị có một ngày cuối năm Tết Tây thật là an vui. Bữa nay là 31 nè, đêm nay đêm giao thừa nè, thấy không? Bên Tây là ta vui dữ lắm đó. Nên về ghé quán nào tấp tấp, quán nào là gọi là cuối năm á, mừng cuối năm. Thầy xin chúc tất cả mọi người đều an vui, hạnh phúc, tinh tấn tu hành, sống an lành trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.